Rồi, đối với câu hỏi số 113 thì cái cam này các em chú ý là cái câu này thì người ta cho các bạn đây nó đã phải là phương trình bậc 2 chưa? Quỳnh Anh cho thầy biết xem đây đã phải là phương trình bậc 2 chưa? Chưa ạ. À, rồi chính xác, bởi vì cái hệ số A nó chưa tham số M là M trừ 1 đấy, đúng nhỉ? À, như vậy cái bài này nhưng mà người ta lại yêu cầu là có hai nghiệm phân biệt các bạn nhé. Đấy, có hai nghiệm phân biệt. Thế thì điều kiện ở trong hợp này là như sau các bạn nhé. Phương trình AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0 mà có hai nghiệm phân biệt. Thì cái điều này xảy ra khi điều kiện là A khác 0 và delta lớn hơn 0 các bạn nhé. Được chưa? Bạn có thể dùng delta hoặc là delta phẩy. Đúng chưa nào? Thế nên là ở đây chúng ta không cần phải chia trường hợp A bằng 0 và trường hợp B khác 0 nữa. Vì cái trường hợp A bằng 0 ấy thì nó không bao giờ xảy ra nó có hai nghiệm phân biệt cả. Đấy, các bạn chú ý như vậy. Khi mà A bằng 0 thì không bao giờ nó có hai nghiệm phân biệt. Đấy. Bởi vì khi mà A bằng 0 thì phương trình nó chỉ có dạng là BX cộng C bằng 0 thôi. Đấy, không thể có hai nghiệm phân biệt được. Thế do đó là ở đây chúng ta sẽ có điều kiện là M trừ 1 khác 0. Và delta phẩy ở đây là B phẩy bình phương trừ đi AC. Tức là M trừ 1 nhân với M cộng 1. Cái này là lớn hơn 0. Và các bạn giải cái này ra thì được là M khác 1 này. Và cái bất phương trình này nó chính là trừ M bình phương cộng 2 lớn hơn 0. Đúng không ạ? Thế cái bất phương trình trừ m bình cộng 2 lớn không thì các em nhớ nhé, đấy là bất phương trình bậc 2 với ẩn m có hai nghiệm, tam thức có hai nghiệm là cộng trừ căn 2. Và khi tam thức có hai nghiệm phân biệt thì dấu của nó là trong trái và ngoài cùng. Có đúng ạ? Như vậy là ta lấy lớn không thì ta được sẽ được là điều kiện là m thuộc vào khoảng từ âm căn 2 đến căn 2 mà trừ đi tập hợp của một phần tử là một thôi. Được chưa? Như vậy ta chọn đáp án ở câu 113 là C các bạn nhé. Ở câu 113 đáp án là C. Thế lưu ý cho tôi là cái điều kiện để cái phương trình AX bình cộng B cộng C bằng 0 có hai nghiệm thì chắc chắn là phải A khác 0 rồi. Còn hai nghiệm phân biệt thì đương nhiên delta phải lớn 0. Bài này chúng ta không cần phải chia trường hợp. Đấy. Nếu người ta bảo các bạn tìm M để phương trình có nghiệm thì lúc đấy ta phải chia trường hợp các bạn nhé. Nhưng ở đây nó nói rõ là có hai nghiệm phân biệt. Được chưa? Thì chúng ta không cần phải chia trường hợp nữa. Đấy là câu hỏi số 113. Ta tiếp tục sang câu hỏi số 114. Tìm M để phương trình có hai nghiệm phân biệt. Câu này thì tương tự như câu trước rồi, đúng không ạ? Cái điều kiện ở đây chúng ta xử lý tương tự thôi. A khác 0 và ở đây chúng ta sẽ dùng delta lớn hơn 0. Nhá. Các bạn tự xử lý ra. Cái này không phải là với giá trị nào của M bằng 0 đâu, mà với giá trị nào của M thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Thế và điều kiện đây nó sẽ là M khác 3. Nhá. M khác 3 và delta. Delta nó bằng cái gì nhỉ? Cho thầy biết xem delta nó bằng, duyên đọc cho thầy delta nào em ơi. Delta nó bằng cái gì? Thầy là m cộng 3 bình trừ cho 4 nhân với m trừ 3 m cộng 1 ạ. À, nhân với m cộng 1 à, em xem lại xem nó có đúng không? Delta có đúng không? Đây là trừ đi 4ac thì a nó là m trừ 3 nhưng mà c nó là trừ đi m cộng 1 đúng không? Như vậy chỗ này nó phải là dấu cộng. À, đúng không? Đấy, cái tính delta các em tính cho chuẩn nhé. Rồi bây giờ em dùng nháp em thu gọn cho thầy xem là cái điều kiện thứ hai nó trở thành cái gì đây. Cái điều kiện dưới này này, thu gọn lại cho thầy xem là kết quả cuối cùng nó ra cái bất phương trình bậc 2 vậy mà như thế nào. Đọc cho thầy cái bất phương trình cuối cùng ấy. Em khai triển đẳng thức ra và thu gọn. Ở các bạn khác tương tự đi. Các bạn khác ta thu gọn xem là kết quả nó là cái gì. Cường, các bạn để số thứ tự lại cho đúng nhé. Ra chưa Duyên? Thầy là m cộng 3 cộng 4 nhân với m À cộng 1 không, không. ạ. Gì đấy? Đây thầy đang bảo là em khai triển đẳng thức ra để giải cái bất phương trình này thì ra cái bất phương trình như thế nào cơ mà. Có bằng Thầy đang 5m bình trừ 2m trừ 3 thầy ạ. bao nhiêu? Thôi được rồi, để cho bạn Duyên bạn 5. đọc nào, Duyên khai triển các hạng thức ra và thu gọn cho thầy xem nó ra như nào nào.
Hả? Thầy là 5m Bây giờ bình. em muốn giải được cái này nhá. Các bạn muốn giải được cái này thì bạn phải khai triển đẳng thức ra để đưa cái thằng này thành bất phương trình bậc 2 với ẩn m, đúng không? Đúng không ạ? Kết quả cuối cùng là bao nhiêu? 5m bình phương à? 5m bình Rồi, tiếp tục đi. cộng 2m Cộng 2m cộng 1 đó. cộng 1 ạ. Đúng chưa? Lớn hơn không à? Hình như không đúng rồi. Đúng không? Ở đây các em có chỗ này các em có cộng 6m, ở đây các em có trừ 8m cơ mà. Như vậy chỗ này nó phải là trừ 2m các bạn nhé. Có phải trừ 2m không? Đúng không? Cái m cộng 3 tất cả bình thì nó bằng m bình cộng 6m cộng 9, đúng không ạ? Đấy. Tiếp tục cái tự do ở đây các em có 9 mà các em trừ đi 12 làm sao là cộng 1 được? Đúng không? Đấy, nếu mà các em thu gọn mà nó bị sai thế này là nguy hiểm lắm, bởi vì là thu gọn sai thì dẫn đến việc mà các em giải cái bất phương trình nó sẽ sai ngay. Thế bây giờ các em xét dấu của tam thức đúng không? Tam thức này có nghiệm là gì ạ? Nghiệm của tam thức này là 1 và âm 3 phần 5. Đúng không ạ? A cộng B cộng C bằng 0 thì tam thức sẽ có nghiệm là 1 và một nghiệm là C trên A. Đúng không ạ? Dấu của tam thức trong hợp tam thức có hai nghiệm phân biệt thì dấu của nó là trong trái và ngoài cùng. Như vậy các em lấy lớn hơn 0, tức là các em lấy khoảng từ âm vô cùng đến âm 3 phần 5 hợp với khoảng từ 1 đến dương vô cùng. Và cái điều kiện ở trên là m khác 3 nữa. Như vậy kết quả cuối cùng ta sẽ được là m chúng ta sẽ thuộc vào đâu? Khoảng từ âm vô cùng đến âm 3 phần 5 hợp với khoảng từ 1 đến 3 và hợp tiếp với khoảng từ 3 đến dương vô cực. Đúng không ạ? Đấy. Như vậy ta chọn đáp án chính là A này các bạn nhé. Được chưa? Từ âm vô cùng khoảng từ âm vô cùng đến âm 3 phần 5 hợp với khoảng từ 1 đến dương cùng mà trừ đi tập hợp của 1 phần tử 3. Thì nó cũng chính là ba cái khoảng để hợp với nhau thôi. Thế các em chú ý cho thầy cái việc mà các em khai triển đẳng thức cho thầy nhé. Đấy là câu hỏi số 114. Câu hỏi số 114. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi số 115. Câu hỏi số 115. Câu hỏi số 115 người ta yêu cầu là phương trình có hai nghiệm và dương phân biệt. Nhá, hai nghiệm dương phân biệt. Thế điều kiện cái phương trình này nó là phương trình bậc 2 rồi. Vậy thì phương trình AX bình phương cộng với BX cộng C bằng 0 mà có hai nghiệm dương phân biệt. Ở đây thầy không nói gì đến cái điều kiện là A bằng 0 hay A khác 0 đâu nhá. Hai nghiệm dương phân biệt. Thì chúng ta lưu ý thầy như sau. Điều kiện để phương trình này có hai nghiệm dương phân biệt là thứ nhất là A khác 0, delta lớn 0 để có hai nghiệm phân biệt này. Thế còn hai nghiệm mà dương thì tổng hai nghiệm nó sẽ bằng là trừ B trên A, nó phải dương, đúng không? Còn tích hai nghiệm là x1 nhân x2 bằng C trên A, nó cũng phải dương. Được chưa? Đấy, các bạn chú ý chưa? Nhá. Nào. Nào đấy, đấy là cái điều kiện để có hai nghiệm dương phân biệt các bạn nhé. Tương tự như vậy, cái phương trình nếu nếu mà người ta đặt câu hỏi là có hai nghiệm âm phân biệt. Được chưa? Ở đây thì nó không có điều kiện A khác 0 đâu. Thì điều kiện nó sẽ là như này các bạn ạ. A khác 0 này, delta lớn 0 này. Còn hai nghiệm âm thì tổng hai số âm thì nó sẽ âm. Nhưng mà tích của hai số âm thì nó vẫn dương các bạn nhé. Đấy, tích của hai số âm vẫn dương. Thế còn nếu mà người ta yêu cầu là có hai nghiệm trái dấu thì sao ạ? Có hai nghiệm trái dấu thì điều kiện là gì? Nào, mời bạn Quang cho thầy biết xem là cái hai nghiệm trái dấu thì điều kiện là gì? Thầy như là A nhân C A nhân C làm sao? Bằng không chẳng ạ. Bằng không, A nhân C bằng không thì làm sao mà có hai nghiệm trái dấu được? Đúng không? Ừ. Nào có ai có ý kiến khác không? Kim Cường nào. Cái điều kiện A nhân C mà bằng 0 là không đúng rồi. Kim Cường nói thầy nào. Ra đây em nói cho thầy. Ok nói đi. Có hai nghiệm trái dấu à? Ừ, tức là một nghiệm âm và một nghiệm dương ấy. Thì Có ai nhớ không? Có ai nhớ không? Ở lớp này có ai nhớ không?
À, Trang nói thầy nào. Em thưa thầy là tổng nhỏ hơn không và tích lớn không. À, tổng nhỏ không và tích nhỏ lớn không á. Thế bây giờ em thử cho thầy xem là một nghiệm là 2 và một nghiệm là âm 1 xem là tổng có âm không? Bạn Trang. AC nhỏ hơn không. Rồi, đúng rồi, bạn Lan bạn nói chuẩn đấy, chỉ cần điều kiện là A nhân C nhỏ hơn không thôi các em nhé. Thế tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu như A nhân C nhỏ hơn không thì hiển nhiên là delta dương các bạn ạ. A nhân C nhỏ hơn không thì hiển nhiên A khác không nhá. Còn A nhân C thì các bạn nhớ là delta nó bằng gì? Delta nó bằng B bình phương mà trừ đi 4AC đúng không? Thế delta âm thì có phải B bình cộng với bộ trừ đi 4AC, có phải nó trở thành dương không? Đấy, các bạn ghi lại cho thầy những cái điều kiện này nhá. Được chưa? Đấy, phương trình có hai nghiệm trái dấu rồi, phương trình có hai nghiệm dương phân biệt, phương trình có hai nghiệm âm phân biệt. Những cái này sau này lên lớp 12 chúng ta đều dùng đến nó. Được chưa? Chúng ta dùng rất nhiều đến những cái nhận xét như thế này. Các bạn ghi xong chưa ạ? Rồi, thế thì bây giờ quay lại cái bài này thì ta xử lý thế nào? Thì bài này thì các em lắp vào điều kiện thôi, đúng không ạ? Nào, bây giờ các em lắp vào đây thì điều kiện ở đây sẽ là gì? Có hai nghiệm dương phân biệt thì A khác không ta không nói nữa nhá. Delta lớn hơn 0 này, tổng hai nghiệm lớn hơn 0 này và tích hai nghiệm lớn hơn 0 này. Đúng chưa? Delta lớn hơn 0 thì nó sẽ là M bình trừ đi 4 nhân với lại M cộng 3 bởi vì A bằng 1 rồi. Được chưa? Tổng hai nghiệm là trừ B trên A, tức là M lớn hơn 0. Ở đây là A bằng 1, B bằng trừ M và C bằng M cộng 3. Đúng không ạ? Tương tự như vậy, tích hai nghiệm là C trên A là M cộng 3 lớn hơn 0. Đấy. Thế thì bây giờ các bạn giải cái hệ bất phương trình với ẩn M thôi. M bình trừ 4M trừ đi 12 lớn hơn 0. M lớn hơn 0 và M lớn hơn âm 3. Đúng không ạ? À, kết quả cuối cùng các bạn xem nhé. Đầu tiên là tôi giải cái bất phương trình bậc 2 M bình trừ 4M trừ 12 lớn 0 này. Tam thức bậc 2 này có nghiệm là 6 và một nghiệm là âm 2. Đúng chưa? Có phải hai nghiệm nó 6 và âm 2 không ạ? Dấu của tam thức là dương âm dương, bởi vì là tam thức có hai nghiệm phân biệt thì dấu là trong trái ngoài cùng. Nhưng ở đây ta đang lấy là lớn hơn 0, như vậy các em lấy các phần mang dấu dương thì các em gạch cái khoảng từ âm đoạn từ âm 2 đến 6 này đi. Tiếp tục M lớn 0 thì 0 đây thì những số nhỏ hơn và bằng 0 các em gạch đi. Được chưa? M lớn hơn âm 3 thì âm 3 nằm đây, như vậy nhỏ hơn và bằng âm 3 các em gạch đi. Kết quả cuối cùng chúng ta nhìn trên trục số này thì ta được là M lớn hơn 6. Đúng chưa? Như vậy đáp án của ta câu 115 là đáp án A. Các bạn chú ý nhá, để chúng ta giải hệ bất phương trình ấy thì nhớ là nguyên tắc khi giải hệ bất phương trình ấy là giải từng bất phương trình một, sau đó lấy giao của các tập nghiệm. Được chưa nào? Thì đấy mới gọi là giải hệ bất phương trình. Câu 115. Tiếp tục tiếp theo câu hỏi số 116. Phương trình có hai nghiệm dương phân biệt. Câu này cách làm tương tự. Như vậy ở đây thầy nói nhanh thôi. Các điều kiện như sau. A khác không. Thứ hai, delta hoặc là delta phẩy. Delta phẩy trong hợp này nó là M bình phương trừ đi AC, tức là M trừ đi 2 nhân với lại M cộng 3 lớn hơn 0 để có hai nghiệm phân biệt. Còn hai nghiệm đó muốn dương thì tổng hai nghiệm dương, tức là trừ B trên A dương. Thì tổng hai nghiệm là 2M trên M trừ 2. Và tích hai nghiệm là C trên A, M cộng 3 trên M trừ 2 lớn hơn 0. Các bạn tự xử lý chỗ này nhé. À, tất nhiên cái hệ này thì nó hơi dài đúng không nhỉ? Hơi dài nhưng chúng ta sẽ xử lý như sau. Một là M khác 2. Thế còn cái này các em khai triển nó chỉ được bất phương trình bậc nhất thôi. M bình trừ M bình hết này. Trừ M cộng 6 lớn hơn 0. Đúng không ạ? Thế còn hai cái bất phương trình dưới này thì các em giải bằng phương pháp khoảng cho thầy. Đúng không ạ? Nghiệm của tử là 0, nghiệm mẫu là 2. Đúng không ạ? Gạch nghiệm 2 đi này. Và dùng phương pháp khoảng để xét dấu. Như vậy đây lớn 0 thì ta được là M thuộc khoảng từ âm vô cùng đến 0 hợp với khoảng từ 2 đến dương vô cực. Tương tự như vậy cái bất phương trình dưới này, nghiệm ở tử là âm 3, còn nghiệm ở mẫu là 2, gạch nghiệm 2 đi. Được chưa? Nhớ là bất phương trình tích và bất phương trình thương thì các em cứ phương pháp khoảng mà giải. Dấu của biểu thước này chúng ta sẽ làm tương tự. Như vậy ta lấy lớn 0 thì được là M thuộc khoảng từ âm vô cùng đến âm 3 hợp với lại khoảng từ 2 đến dương vô cực. Bây giờ các em lấy giao của các tập nghiệm này thì nó sẽ ra cái điều kiện cuối cùng. Nào, hai cái dưới này nó khó hơn thì ta biểu diễn trước. Đúng không ạ? Đây là cái điều kiện thứ ba. Điều kiện thứ tư là từ âm vô cùng đến âm 3. Xin lỗi, đây là 0 nhé các bạn nhé. Đây là âm vô cùng. Đây là âm 3.
Thế thì kem cái điều kiện thứ tư đây, đúng không ạ? Nó lấy từ âm vô cùng âm 3 và lấy từ 2 đến dương vô cùng. Cái điều kiện thứ nhất là m khác 2 thì kem gạch số 2 này đi rồi. Đây là trừ m cộng 6 lớn hơn 0 thì kem chuyển sang kem được là m nhỏ hơn 6, đúng không ạ? Như vậy lớn hơn và bằng 6 kem gạch đi. Kết luận cuối cùng của ta ấy là m thuộc khoảng từ âm vô cùng đến âm 3 hợp với khoảng từ 2 đến 6. Thế tôi nhắc lại một lần nữa các bạn là bất phương trình bậc 2 hay bất phương trình tích thương thì đều phải sử dụng xét dấu các bạn nhé. Như vậy trong trường hợp này chúng ta chọn đáp án là B. Cách làm có vấn đề gì không nhỉ? Cách làm có vấn đề gì không ạ? Được chưa? Nào tiếp tục nào. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 117. Câu này thì có hai nghiệm âm phân biệt này các bạn này. Đấy. Đấy, có hai nghiệm âm phân biệt nhá. Như vậy điều kiện ở đây là gì ạ? A khác 0 thì có rồi. Đúng ạ? A khác 0 thì có rồi, ta không viết lại nữa. Đúng ạ? Delta delta ở đây trong hợp này ta dùng delta phẩy đi, nó là m cộng 1 tất cả bình phương. M cộng 1 tất cả bình phương trừ đi gì nhỉ? AC thôi đúng không ạ? 1 nhân với 9 m trừ 5 nhé. Cái này lớn không? Thế còn hai nghiệm âm thì các em nhớ là hai số âm thì tổng âm và tích dương. Được chưa? Tổng hai nghiệm ở đây là trừ 2 nhân m cộng 1 là âm. Thế còn tích hai nghiệm thì dương, thì tích hai nghiệm là C trên A là 9 m trừ 5 lớn hơn không? Được chưa? Rồi cái việc này để cho các bạn tự làm nhé. Câu 117 này thầy không giải chi tiết nữa. Tóm lại là cái này các bạn thấy là cái điều kiện đầu tiên là bất phương trình bậc 2 ẩn m. Thế còn hai cái điều kiện dưới nó chỉ là bất phương trình bậc nhất thôi. Nhớ là nhân chia số âm thì đổi chiều của bất phương trình cho thầy nhé. Nhân chia số âm thì đổi chiều bất phương trình. Câu 117. Những câu này thì lên lớp 12 chúng ta sẽ gặp rất nhiều. Nên là ở lớp 10 ấy, mà các bạn học kỹ được nó thì lên lớp 12 chúng ta sẽ rất nhàn. Liên quan đến dấu của nhị thức, dấu của tam thức, rồi phương pháp khoảng các thứ mà các em học ở lớp 10 tốt thì lên lớp 12 các em rất nhàn nhé, sẽ rất nhàn. Rồi, ở đây người ta nói là câu 118 phương trình có hai nghiệm không âm. Đấy, chú ý một điều là không âm. Không âm nghĩa là x1 nhỏ hơn x2, nhỏ hơn bằng x2 và nhỏ hơn hoặc bằng 0 nhé. À xin lỗi, lớn hơn bằng 0 nhỉ? Lớn hơn bằng 0 thì mới gọi là không âm. Đúng không ạ? Đấy, lớn hơn bằng 0 thì mới là hai nghiệm không âm. Thế thì bây giờ bạn phải tự xây dựng lên thôi. Ở đây người ta chỉ nói có hai nghiệm thôi chứ không nói gì hai nghiệm phân biệt này. Như vậy điều kiện thứ nhất các bạn xây dựng được là delta phải lớn hơn hoặc là bằng 0 này thì nó mới có hai nghiệm được, đúng không ạ? Thế còn hai nghiệm không âm thì các bạn nhớ như vậy, nếu hai nghiệm không âm thì tổng hai nghiệm là lớn bằng 0 và tích hai nghiệm cũng lớn là bằng 0 thôi. Đúng chưa? Tổng hai nghiệm lớn bằng 0 và tích hai nghiệm lớn là bằng 0. Các em lôi cái đấy vào nhé. Nào đọc cho thầy cái điều kiện thứ nhất tương đương gì nào. Lê cho thầy biết nào em. Điều kiện 1 delta lớn bằng 0 thì thành cái gì? 3m trừ 2 tất cả bình trừ đi 4 nhân với 2m bình trừ 5m cộng trừ 2. Ok, lớn hơn hoặc bằng 0 đúng không? Thế còn điều kiện thứ hai x1 cộng với 2 lớn bằng 0 thì tương đương gì nhỉ Giang? Nào Giang cho thầy biết nào, x1 cộng x2 bằng gì? Cho thầy là 1 cộng trừ b trên a. Gì đây? Sao lại 1 cộng cái gì đây? Tổng hai nghiệm của cái định lý VF phát biểu từ lớp 9 rồi. Tổng hai nghiệm thì bằng trừ b trên a. 3m m trừ 2 lớn hơn bằng hoặc bằng 0. Chung cho thầy biết xem là cái x1 nhân x2 lớn bằng 0 thì viết thành cái gì? Chung. Hiện tại x1 nhân x2 lớn bằng 0 là... Có biết tích hai nghiệm là cái gì 3... không?
Tích hai nghiệm thì bằng cái gì ạ? Định lý VS phát biểu nhá, tổng hai nghiệm thì bằng trừ B trên A. Còn tích hai nghiệm là bằng C trên A. Đúng không? Vậy phát biểu đi xem nào. Là bằng trừ 5M trừ 2 trên 3M trừ 2. X1 nhân X2 là bằng bao nhiêu? Bằng trừ 5M trừ 2 trên 3M trừ 2. À? Thế thì lại sai rồi. Xác định lại xem ABC. 2M bình trừ 5M trừ 2. 2M bình trừ đi 5M trừ 2 trên mấy? Trên 3M trừ 2. À, A bằng bao nhiêu? Trừ 3M trừ 2. A bằng bao nhiêu? A bằng 1. A bằng 1, thế thì trừ C trên A, bằng C trên A thì nó là cái gì? Đúng không ạ? Trên 1, em nhầm. Ở đây ta phải xác định đúng cái A, cái B, cái C vào thì các bạn xác định delta rồi tổng hai nghiệm rồi tích hai nghiệm mới chính xác được. Đúng không ạ? Nhá. Rồi các bạn đến đấy thì các bạn vui lòng các bạn tự giải hệ thôi. Đấy, tự giải hệ thôi. Câu này ra kết quả cuối cùng đã ra chưa nhỉ? Có ai ra kết quả cuối cùng câu này chưa? Hiền đã ra câu này cho em. Nào giải cho thầy điều kiện cuối cùng là xem nó ra cái gì nào. Cái đầu này thì các bạn giải nó thành cái bất phương trình bậc 2 thôi. Đấy 9M bình, 8M bình là M bình này. Chỗ này các em có là cộng với 20M mà chỗ này các em có trừ đi 12 thôi. Như vậy là cộng với 8M. Đó, trừ 12 cộng 20 mà chỗ này của chúng ta tự do ở đây là 4 mà các em cộng với lại 8 đây nữa. 4 cộng 8 là 12. Đúng không ạ? Cái này là M lớn bằng 2 phần 3. Thế còn cái dưới này ấy, thì các bạn giải cái bất phương trình này ra. Thì cái này nó có một nghiệm là 2 và một nghiệm là âm 1 phần 2. À một nghiệm không phải 2 và âm. Tìm lại nghiệm cho thầy với. Cái tam thức 2M bình trừ 5M trừ 2 lớn bằng 0 ấy. Nghiệm nó có không? Chắc chắn là có hai nghiệm phân biệt rồi. AC trái dấu mà. Tìm cho thầy nghiệm cho nó bằng bao nhiêu nào. Hơi xấu. À, bằng 5 cộng căn 41 trên 4. À, 5 trừ căn 41 trên 4. Và 5 cộng căn 41 trên 4 đúng không? Thế bây giờ dấu của tam thức là dương âm dương này, trong trái ngoài cùng, như vậy các em lấy lớn bằng 0 thì được là M thuộc vào nửa khoảng từ âm vô cùng đến 5 trừ căn 41 trên 4 hợp với lại nửa khoảng từ 5 cộng căn 41 trên 4 nhá. Được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ giải chi tiết. Cái đầu tiên các bạn nhìn thấy là cái tam thức M bình cộng 8M cộng 12 bằng 0 ấy, thì cái tam thức đấy có hai nghiệm, một nghiệm là âm 6 và một nghiệm là âm 2. Đúng không ạ? Thế bây giờ các em lấy lớn hơn bằng 0 thì các em sẽ lấy ngoài khoảng 2 nghiệm. Được chưa? M lớn bằng 2 phần 3 thì 2 phần 3 nó nằm đây. Như vậy nhỏ hơn 2 phần 3 các em bạch đi. Đấy, lấy lớn hơn hoặc bằng. Đúng không ạ? Thế còn cái thằng 5 trừ căn 41 với thằng 5 cộng căn 41 nữa. 5 cộng căn 41 thì nó xấp xỉ 2,8 cơ. Như vậy đây là 5 cộng căn 41 trên 2. Còn cái 5 trừ căn 41 trên 2 thì nó nằm ở đây. Thì các em lấy hai cái nửa khoảng như vậy, các em gạch cái khoảng này đi. Được chưa? Thì kết quả cuối cùng của câu này các em chọn đáp án là B cho thầy nhé. Tức là chúng ta sẽ tìm ra điều kiện cuối cùng là M của ta là lớn bằng 5 cộng với căn bậc 2 của 41 trên 4. Đấy là cái điều kiện cuối cùng của câu 118. Đấy là câu hỏi số 118 nhé. Ta tiếp tục sang câu 119. Câu 119. Cái này có hai nghiệm trái dấu chúng ta vừa nói rồi, đúng nhỉ? Nào mời bạn, một bạn nói cho thầy xem nào. Hải Anh cho thầy. Xem cái điều kiện là gì em? Câu 119 điều kiện là gì?
Ai nghiệm phân biệt trái dấu thì chúng ta vừa mới nói thôi. Em thưa thầy là A nhân C nhỏ hơn 0 thầy. À, AC nhỏ hơn 0. Thế A nhân C nhỏ hơn 0 thì lắp vào cái này thì nó là cái gì? 2 nhân với 2M bình trừ 3M trừ 5 nhỏ hơn 0. Ok. Thế cái này nó sẽ tương đương với 2M bình phương trừ đi 3M trừ đi 5 nhỏ hơn 0. Vì em chia cho số 2 thì giữ nguyên chiều mà. Đúng không ạ? Rồi cái giải cái bất phương trình này thì tam tức bậc 2 này có nghiệm là bao nhiêu nhỉ Hải Anh? Bây giờ các em bạn cố gắng là nhìn cái trường hợp đặc biệt ở đây có phải là A trừ B cộng C bằng 0 không? A trừ B cộng C bằng 0 thì nó có một nghiệm là âm 1 và một nghiệm là trừ C trên A, tức là nghiệm là 5 phần 2 đúng không? Được không ạ? Các em nhớ nhé, A cộng B bằng cộng C bằng 0 thì có nghiệm là 1 và một nghiệm là C trên A. Đúng chưa ạ? Thế còn A trừ B cộng C bằng 0 thì có nghiệm là 1, âm 1 và một nghiệm là trừ C trên A. Dấu của tam thức là âm dương đúng không? Như vậy ta lấy ở đây là âm 1 nhỏ hơn M và nhỏ hơn bao nhiêu? 5 phần 2 thì đáp án ta là B. Đấy là câu hỏi số 119. Được chưa? Đấy là câu 119. Các bạn có hỏi gì thêm không? Tiếp tục câu 120. Tìm M để phương trình có hai nghiệm trái dấu. Thôi cái này thì dễ rồi, đúng nhỉ? Hai nghiệm trái dấu nào. Mời bạn Dung cho thầy biết nào em ơi. Điều kiện là gì? Dung. Em thưa thầy là hai nghiệm trái dấu A như C nhỏ không? A trên C nhỏ không thì điều kiện ở bài này lắp vào luôn đi. Em thưa thầy là M bình trừ 3M cộng 2 nhân với trừ 2M bình. Trời ơi, trừ... A bằng bao nhiêu, C bằng bao nhiêu xác định sai rồi. A nhân X bình này cộng với đây là B chứ. Và đây nó là tự do, nó là C chứ. Được chưa? Đấy, thì chúng ta chia cho âm 5 đi thì ta đổi chiều đi. M bình trừ 3M cộng 2 lớn hơn 0 nhé. Và các em giải được cái bất phương trình bậc 2 này thì đáp án nó sẽ là câu này là B. AC trái dấu mà, AC trái dấu nhớ nhé. Hai số trái dấu thì tích nó âm, đúng không ạ? Đấy là câu hỏi số 120. Thì cái này cái đề các bạn có rồi thì các bạn chỉ cần ghi cái hướng dẫn và cái cách làm thôi. Thế còn các em cách ra để các em ghi đề thôi. Còn nếu không thì các em ghi vắn tắt thôi, đúng không ạ? Chỉ cần ghi là phương trình này có hai nghiệm trái dấu, phương trình M bình trừ 3M cộng 2 nhân X bình trừ 2M bình nhân X trừ 5 bằng 0. Có hai nghiệm trái dấu thì các em viết tương đương luôn, điều kiện là A nhân C nhỏ hơn 0 như vậy. Tiếp theo là câu hỏi số 121 thì cũng có hai nghiệm trái dấu. Thế nhưng nó thêm một cái điều kiện nữa các bạn ạ. Hai nghiệm trái dấu nhưng nó thêm một điều kiện là nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Tức là đầu tiên các em có hai nghiệm trái dấu là A nhân với C có phải nhỏ hơn 0 không đã? Đúng không ạ? Thế bây giờ các bạn có là x1, trị tuyệt đối của x1 là gì ạ? Nghiệm âm có trị tuyệt đối lớn hơn, tức là lớn hơn trị tuyệt đối x2. Có đúng không? Trong đó x1 thì âm, còn x2 thì có phải dương không? Đấy, người ta nói là nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn mà. Đúng chưa? Thế thì cái này nó sẽ tương đương gì? Vì x1 âm nên là trị tuyệt đối x1 bằng trừ x1. X2 thì dương nên là trị tuyệt đối x2 bằng x2. Vậy có phải cái này là x1 cộng với x2 của chúng ta là nhỏ hơn không không? Đúng chưa? Đấy các bạn xây dựng lên nhé. Như vậy điều kiện của bài này sẽ gồm như sau. Một là A nhân C nhỏ hơn 0. Thế còn x1 cộng x2 nhỏ hơn 0 thì nó trở thành cái điều kiện gì nhỉ? X1 cộng x2 nhỏ hơn 0 thì điều kiện nó trở thành gì? Hiếu cho thầy biết nào. Hiếu ơi. Thầy là x1 cộng x2 nhỏ hơn 0. Thì tương đương với gì? X1 và X2 nó là nghiệm đấy. Thế thì tổng hai nghiệm nó bằng cái gì? Thì âm thì nhỏ hơn 0 và trừ B trên A nhỏ hơn 0. À, trừ B trên A nhỏ hơn 0. Được chưa nào? Như vậy các em lắp vào đây thì được là 1 nhân với M bình phương trừ đi 2M nhỏ hơn 0 này.
Còn tổng hai nghiệm trừ b trên a nó bằng 2 nhân với m trừ 1 này nhỏ hơn không nữa này. Được chưa? Đấy, các bạn giải cái này ra nhé. Thì chúng ta sẽ được như sau. Và cái bất phương trình đầu tiên ấy, cái tam thức m bình trừ 2 này có nghiệm là cộng trừ căn 2. Đúng không? Bây giờ các em lấy dấu nhỏ hơn không thì nó sẽ dấu của tam thức như thế này. Như vậy là lấy trong khoảng hai nghiệm rồi. Gạch ngoài này đi. Đúng chưa? Thế còn ở đây là m nhỏ hơn 1. 1 nằm đây thì m lớn hơn và bằng 1, các em gạch đi. Như vậy kết quả cuối cùng là được âm căn 2 nhỏ hơn m và nhỏ hơn bao nhiêu? Nhỏ hơn 1. Ok chưa nhỉ? Xong nha. Nhưng mà bài này các bạn xem, chỗ này hình như thầy viết nhầm rồi, thiếu cái chỗ này là m bình trừ 2m cơ. Như vậy cái điều kiện cuối cùng các bạn sẽ tìm ra chỗ này, các bạn sửa lại cho thầy là không nhỏ m nhỏ 1 nhá. Các bạn vì thầy thấy sai mà. Cái điều kiện cuối cùng đấy, được chưa? Thì nó phải là m lớn hơn 0 và nhỏ 1 các bạn nhé. Thì chúng ta phải nghĩ cách để xây dựng lên nhé. Chứ còn trong đề thi thì có thể nó giấu các bạn đi nhé. Nó giấu một cái gì đấy. Ví dụ như cái bài này là tổng âm thì nó không nói. Đúng không ạ? Nhưng mà nó nói là cái thằng nghiệm âm thì có trị tuyệt đối lớn hơn nghiệm dương. Đúng không ạ? Thế bây giờ x1 trị đối x1 lớn x2 mà x1 âm thì trị đối x1 bằng trừ x1. X2 dương thì đương nhiên trị đối x2 bằng x2. Thế các bạn chuyển cái thằng trừ x1 này sang bên vế phải này thì bạn được là không lớn hơn x1 cộng x2, tức là x1 cộng x2 nhỏ hơn 0 thôi, đúng không ạ? Câu 121 nhé. Tiếp tục sang câu 122. Câu này thì chẳng qua là sử dụng định lý VF thôi. Đúng không ạ? Đầu tiên này, có hai nghiệm phân biệt này, như vậy ta sẽ có cái điều kiện đầu tiên nó phải là A khác 0 và delta lớn 0 đã. Đúng chưa? Đấy, thế thì ở đây ta có thể ghi là phương trình có hai nghiệm x1, x2 phân biệt khi và chỉ khi điều kiện tương đương của nó là A khác 0 và delta lớn 0. Đúng chưa? Lúc này A khác 0 tức là M trừ 1 khác 0 này. Ở đây ta dùng delta phẩy đi ạ. Delta phẩy thì bằng M trừ 2 bình phương trừ đi AC. Đúng không ạ? A đây là M trừ 1, C ở đây là M trừ 3 lớn 0. Các bạn giải cái này thì nó không khó đâu ạ. Giải và cho thấy cái điều kiện cuối cùng của cái điều kiện thứ nhất này, hai nghiệm phân biệt này là gì? Các bạn giải đi, tôi sẽ gọi một bạn nào đó đọc được kết quả đấy. Nào đọc cho thầy kết quả nào. Phú nào. Thì đầu tiên là M. Không không, em đọc kết quả cuối cùng thôi, chứ còn giờ không đọc từng cái nữa. Trừ mà à được. Kết quả cuối cùng là 7 gì? Lớn không. Gì? 7 lớn không. À. Sao lại 7 lớn không? Phải ra cái điều kiện cuối cùng của M chứ. Ô, thầy đang yêu cầu em giải cái hệ này ra xem kết quả cuối cùng của M là gì cơ mà. M khác không, M khác 1 thôi ạ. Đấy, điều kiện cuối cùng là M khác 1 thôi ạ. Ok ạ, M khác 1 ạ. Được chưa? Thế còn cái điều kiện ở cái dưới này nó là 7 lớn hơn 0 thì nó luôn đúng rồi đúng không? Rồi, thế bây giờ các em xử lý cái thứ hai đúng không? Các em xử lý bước thứ hai, các em xử lý là cái tổng này, cái tổng này nhỏ 1 thì bây giờ các bạn nhìn thấy x1 cộng x2 nhá, cộng với x1 nhân x2 nhỏ 1 thì bạn nghĩ ngay cái gì rồi? Qua các bạn nghĩ cái gì? Nào, mùa Quang Minh nói cho thầy xem nào. Cái này em nghĩ ngay cái gì ở đấy? Chưa nghĩ ra. A trở thành trừ B trên A cộng với lại C trên A. Ok, nhỏ 1 đúng không? Thế thôi, bởi vì là thực ra cái này là tổng hai nghiệm thì theo định lý VS là bằng trừ B trên A, còn tích hai nghiệm thì nó bằng C trên A.
Thế các em lắp vào đúng không ạ? Trừ b trên a nó bằng là 2 nhân với m trừ 2 trên m trừ 1 cộng với c trên a nó là m trừ 3 trên m trừ đi 1. Trừ đi 1 nhỏ hơn 0. Tại sao lại như vậy? Chúng ta không được nhân chéo nhé các bạn nhé. Đúng không? Nên là vì không được nhân chéo nên ta mới chuyển sang để ta quy đồng lên đúng không nhỉ? Nào quy đồng thì mẫu số là m trừ 1 rồi. Trên tử các em sẽ có 2m trừ 4 này cộng m trừ 3 này trừ m cộng 1 nhé. Nhớ là nhân với âm 1 đấy. Nhỏ hơn 0. À, thu gọn lại chúng ta sẽ được như sau. 2m trừ đi 7 trừ cộng 1 là trừ 6 chia cho m trừ 1 nhỏ hơn 0. Nào cho thầy biết kết quả của cái này nào. Tùy cho thầy biết nào em ơi. Điều kiện ở đây là gì? Tùy trả lời cho thầy nào. Thưa thầy, em phải giải cái này ra nhá. Giải cái này là chúng ta không thể nhầm được đâu. M thuộc đâu? Nhỏ hơn 1. Hình như em giải không đúng rồi. Em xem lại cái việc xét dấu của em đi. Nào. Từ m thuộc từ âm vô cùng đến 3. Sai rồi. Em giải lại đi. Giải lại đi. M thuộc từ 1 đến 3. Rồi, nó thuộc khoảng từ 1 đến 3. Thúy ơi, sao là giải cái này mà lướng lấn cấn thế? Hả? Bất phương trình thì đã để sẵn ở dạng thương rồi. Nghiệm tử là mấy em? Thúy, nghiệm tử là mấy? 3. Ờ, nghiệm tử là 3, nghiệm mẫu là 1 đúng không? Gạch số 1 đi. Thế em xét phương pháp khoảng thì em thay m vào. Ví dụ thay m bằng 0 thì tử là âm 6, mẫu là âm 1. Như vậy phân số dương đúng không? Thì cái khoảng từ âm vô cùng đến 1 nó phải mang dấu dương chứ. Còn trong khoảng từ 1 đến 3 thì em phải thay m bằng 2. Thì m bằng 2 thì em được là phân số âm đúng không? Rồi trên khoảng từ 3 dương cùng thì em thay m bằng 4 thì được phân số dương. Thế ở đây người ta đang lấy nhỏ hơn 0 thì lấy m thuộc khoảng 1, 3. Đúng chưa? Thế bây giờ đây là điều kiện số 1 và đây là điều kiện số 2 đúng không ạ? Các bạn lấy cái 1 này các bạn kết hợp với cái 2 cho thầy. Và kết luận cuối cùng của bài toán thì các em lấy 1 và 2 kết hợp với nhau thì điều kiện là m thuộc vào khoảng từ 1 đến 3. Đúng nhỉ? Như vậy ta chọn đáp án là B. Đấy nhá. Chúng ta nhớ là mỗi một bài nó có một cách kiểu hiểu khác nhau. Một cái kiểu làm khác nhau. Chúng ta phải học cái cách để chúng ta xây dựng nên cách làm. Chứ không có bài nào học vẹt được. Đúng không ạ? Đúng nhá. Ví dụ nó bình thường nó bảo có hai nghiệm phân biệt thôi. Thì ta chỉ cần điều kiện là A khác 0 và delta lớn 0 hoặc delta phải lớn 0. Đúng không ạ? Hai nghiệm trái dấu thì chỉ cần điều kiện AC nhỏ hơn 0. Nhưng bài này người ta hỏi kiểu khác đi. Đúng không ạ? Thì ta xử lý từng bước một. Bước một, các bạn xử lý phương trình có hai nghiệm phân biệt. Bước 2 là xử lý cái điều kiện là x1 cộng x2 cộng với x1 nhân x2 nhỏ hơn 1. Thì lúc đó ta phải nghĩ ngay định lý VS. Đúng không? Vì nó có tổng có tích hai nghiệm mà. Đúng chưa? Đấy, có tổng và có tích hai nghiệm thì chắc chắn là chúng ta sử dụng định lý VS ở đấy thôi, đúng không ạ? Được chưa? Đấy là câu 122. Được chưa nào? Tiếp tục. Câu tiếp theo là câu 123. À đây, câu này cũng tương tự như vậy nhé. Có hai nghiệm phân biệt này. Thêm một cái nữa là khác không. Đấy. Đúng không? Cái này là chắc chắn là dùng VS ở đây rồi. Có phải ở cái chỗ sao này là dùng VS rồi gì? Thế bây giờ các em cứ xử lý đã nhá. Đầu tiên bước 1 này, phương trình có hai nghiệm x1, x2 phân biệt và khác không. Ở đây có cái khác không thầy sẽ nói thôi. Nào có hai nghiệm phân biệt a khác không. Delta lớn hơn 0 gọi là dùng delta phẩy nhé các bạn nhé. Thế còn nghiệm mà khác 0 ấy, nghĩa là số 0 nó không là nghiệm phương trình này các em nhé. Nghĩa là ta sẽ có là m cộng 1 nhân với 0 bình trừ 2m nhân 0 cộng với m trừ 2 khác 0, thế là xong. Được chưa? Các bạn thấy ok chỗ này chưa? À, thấy ok chỗ này chưa? Nghiệm khác không tức là các bạn thay x bằng 0 vào và nó không thỏa mãn phương trình. Thế nếu nó thỏa mãn thì nó bằng 0, còn nó không thỏa mãn thì nó khác không cái gì. Rồi bây giờ lắp vào đây nhá. Nào. M khác âm 1 này. Delta phẩy đọc cho thầy xem delta phẩy là bằng cái gì. Nhi đọc cho thầy nào Nhi ơi.
Nên thầy là m bình trừ đi m cộng 1 nhân với m trừ 2. Ok, nhân với m trừ 2 lớn không. Thế còn cái chỗ này thì nó chỉ còn điều kiện là m khác 2 thôi đúng không các bạn? Nhân với không thì nó bằng không mà. Chỗ này bằng không này, chỗ này bằng không này, đúng không ạ? Đấy. Rồi các bạn giải cái này ra nhé, các bạn tự giải nhé. Đúng không? Tự giải cái này không khó đâu. Anh tưởng kia là 4m bình. Đâu, thầy đang dùng delta phẩy Minh ơi. Rồi thầy dùng delta phẩy. Em là dùng delta gì? Các bạn quen dùng delta bạn cứ dùng delta nhá. Nếu mà delta thì nó phải là b phẩy b bình phương trừ đi 4ac. Được chưa? Thế còn cái nghiệm cái trường hợp thứ hai ấy, cái này bạn sẽ giải ra cái điều kiện này sẽ được làm thuộc vào cái gì đấy nhá. Cái này em đặt đây là điều kiện số 1. Đúng không ạ? Thế còn cái 1 trên x1 mà cộng với 1 trên x2 mà nhỏ hơn 3 ấy, thì các em biến đổi. Cái này các bạn nhìn thấy ngay định lý VS rồi, đúng không? Nhân chéo lên thì được x1 cộng x2 chia cho x1 x2 nhỏ hơn 3. Bây giờ lắp vào. Trừ b trên a chia cho c trên a, đúng không? Tích là bằng c trên a, còn tổng là trừ b trên a nhỏ hơn 3. Vậy cái này còn mỗi là trừ b trên c nhỏ hơn 3. Thay vào. Trừ b ở đây là bằng 2m. Trên c ở đây là gì? M trừ 2 nhỏ hơn 3. Thế giải cái này thế nào nhỉ? Giải cái này thế nào? Thảo cho thầy biết nào. Em giải cái này thế nào? Em cho thầy là chuyển 3 sang với trái cô quy rồi, đồng. Rồi chuyển sang quy đồng nha. Rồi thầy chuyển thành quy đồng luôn cho các em nhá. 2m trừ 3m là trừ m này. Cộng 6. Đúng ạ, trên m trừ 2 nhỏ hơn 0. Các bạn giải cái này ra, các bạn được m thuộc vào một cái tập gì đấy nữa, thì cái này là điều kiện 2. Sau đó bạn đem kết hợp cái điều kiện 1 và điều kiện 2 với nhau nhé. Được chưa? Kết hợp với điều kiện 1 và điều kiện 2 với nhau nhé các bạn nhé. Được chưa? Ok chưa? Rồi, xong chưa? Xong nhé các bạn nhé. Tiếp tục, đấy là câu 123. Câu tiếp theo là câu 124. Rồi, câu 124 thì nó cũng na ná như kiểu câu 123 thôi đúng không các bạn? Đầu tiên là có hai nghiệm phân biệt khác không nhé. Thế là chúng ta có những cái điều kiện gì đây ạ? Delta lớn không vì cái này nó là phương trình bậc 2 rồi. Các bạn nhớ nhé. Bất kỳ một bài nào mà anh muốn dùng đến delta thì anh phải xem nó là bậc 2 chưa, đúng không ạ? Thế còn cái nghiệm phân biệt mà khác không thì điều kiện nó sẽ là gì ạ? Không bình phương trừ đi m trừ 1 nhân 0 cộng với m cộng 2 khác không thôi. Được chưa? Đấy là điều kiện 1 nhé. Còn cái điều kiện thứ hai thì bạn quy đồng nó lên thì nó phải thành x1 bình cộng với x2 bình phương mà chia cho x1 nhân x2 tất cả bình phương là lớn hơn 1 không? Bây giờ bạn muốn dùng VS được ấy, thì bạn phải sử dụng đưa về tổng và tích. Đúng không ạ? Thế cái trên tử đưa về thế nào nhỉ Huyền ơi? Bùi Huyền. Cái trên tử đưa thế nào Huyền ơi? Cái x1 bình cộng x2 bình thì làm thế nào để đưa về theo x1 cộng x2 và x1 nhân x2? Em có thể là x1 cộng x2 tất cả bình trừ 2x1 x2. À, trừ đi 2 là x1 x2 đúng không? Thế là có định lý VF rồi. Chia cho x1 trừ x2 nhân x2 tất cả bình thôi. Lớn hơn 1 đúng không ạ? Xong. Đúng chưa? Đến đây các bạn lại thay vào thôi. Đúng không ạ? Sau đó bạn dùng VS nhé. Câu này tôi hướng dẫn như vậy và các bạn làm thôi. Đấy, cái này thì bạn sẽ tìm ra được m thuộc một cái tập nào đó. Và đây là điều kiện 1. Cái này bạn tìm được m thuộc một cái tập nào đó. Đây là điều kiện 2. Và bạn kết hợp với kết hợp 1 và 2 thì suy ra kết luận của m. Nhá. Cách thức làm như vậy các bạn nhé. Thế còn giải chi tiết thì bạn về nhà bạn cố gắng bạn thử giải xem, bắt tay vào giải xem, đúng không ạ? Bất phương trình kiểu như này là ví dụ như cái điều kiện 2 ấy là bạn phải đưa về bất phương trình dạng thương nhé. Phải đưa về bất phương trình dạng thương. Rồi câu 124. Ok chưa các bạn? Các bạn ghi hướng làm thôi ạ. Ta tiếp tục sang câu tiếp theo, câu 125.
À, cái này nó yêu cầu là dương với mọi x. Dương với mọi x. Cái này là tam thức bậc 2 chưa nhỉ? Hiển ơi, đây là tam thức bậc 2 chưa em? Cái này là tam thức bậc 2 chưa? Hiển trả lời cho thầy nào. À, Đinh Vân liên hệ với bạn Hiển xem là chắc lại bỏ học rồi. Nào mời bạn Huy trả lời cho thầy xem đây là tam thức bậc 2 cho em. Rồi ạ. À, cái này nó là tam thức bậc 2 rồi đúng không ạ? Cái hệ số A nó. Như vậy cái điều kiện này là khi nó đã là tam thức bậc 2 rồi thì các bạn cứ nhớ là tam thức Fx lớn hơn 0 với mọi x thuộc R. Điều kiện ở đây là điều kiện đây là gì? Huy đọc luôn cho thầy xem nào. Huy đọc điều kiện đây nào. A khác không ạ? À, A khác không, chỉ cần đọc cái đấy là biết rồi. Cái này thì ăn đòn luôn rồi. Hương đọc cho thầy nào. Hương ơi. Rồi A lớn hơn 0 và delta nhỏ hơn 0 nhá. Được chưa? Bạn ấy nói hơi nhỏ nên là. Rồi các bạn tự xử nhá. Câu 125. À, câu 126 nào. Ở đây người ta nói là không dương các bạn nhé. Không dương thì ta hiểu là gì ạ? Ta hiểu là fx nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì gọi là không dương. Với mọi x. Với mọi x tức là với mọi x thuộc R thôi. Được chưa? Cái này là tam thức bậc 2 chưa? Nào Hạnh cho thầy biết là tam thức bậc 2 chưa em? À xin lỗi. À, thầy hỏi bạn khác. Mời bạn Đỗ Trà My nào. Cái này là tam thức bậc 2 chưa em? Dạ rồi ạ. À ok, như vậy điều kiện ở đây là gì? Điều kiện đây là gì? A lớn không mà delta nhỏ hơn bằng 0 ạ. A lớn không mà delta nhỏ hơn bằng 0 à? Nào em xem lại xem là điều kiện này có đúng không? Nếu mà A mà lớn không mà delta nhỏ hơn bằng 0 thì tam thức nó luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0 em ạ. Đấy. A nhỏ hơn 0. Rồi chúng ta phải nhớ cái cách xây dựng lại. Tôi nói các bạn là chúng ta vẽ 6 trục số ra đúng không? Trong bài thi mà chúng ta không nhớ thì ta vẽ 6 trục số ra thì nó chỉ có trường hợp thứ nhất giấu tam thức như này và trường hợp thứ hai giấu tam thức như thế này thôi. Đúng không ạ? Đấy thì có hai cái trường hợp này nó mới thỏa mãn điều kiện là fx nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Đúng không ạ? Đấy. Tức là cái trường hợp thứ nhất là giấu nó như thế này phải là A âm rồi. Đúng không ạ? Cái trường hợp 1 là vô nghiệm và trường hợp thứ hai là nghiệm kép. Đúng không? Vô nghiệm thì delta âm, còn nghiệm kép thì delta bằng 0. Được chưa? Thế bài này ta thử xử lý xem thế nào các bạn nhé. A nhỏ hơn 0 thì đây là âm 2 nhỏ hơn 0 thì cái này luôn đúng rồi. Đúng không ạ? Như vậy các em chỉ cần điều kiện delta thôi. Delta là m bình phương m trừ 2 tất cả bình trừ đi 4 lần a nhân c. Đúng chưa? Thì cái điều kiện luôn đúng rồi, ta không phải giải nữa. Khai triển ở chỗ này là m bình trừ 4m cộng 4 này. Khai triển đẳng thức cho chuẩn vào. Âm 4 nhân âm 2 bằng dương 8 này. Đấy. Rồi các em thu gọn được là m bình phương trừ đi 12m. Chỗ này là cộng với 36 là nhỏ bằng 0. Thì cái tam thức trong hợp này, cái tam thức bậc 2 với ẩn m này chỉ có nghiệm duy nhất là 6 thôi. Vậy có phải nó cùng dấu với A trên các khoảng không ạ? Thế vậy thì cái nghiệm của bất phương trình này là gì? Cho thầy biết nào. Mời một bạn cho thầy biết xem cái nghiệm bất phương trình này là gì. Mời bạn Thương nào cho thầy biết điều kiện là gì em. Đấy, dấu tam thức thầy xét bên cạnh rồi. Thuộc R. À, thuộc R. Đây đang cần là nhỏ hơn hoặc bằng 0 mà em. Vô nghiệm. Tức là ở đây ý bạn là M thuộc rỗng đúng không ạ? Như vậy đáp án B ạ. Có ai có ý kiến gì không nhỉ? Duy cho thầy biết nào em. Duy ơi. Bạn ấy giải bất phương trình đúng chưa? Sai rồi ạ. Sai. À sai rồi. Thế Thương tự sửa đi em. M bằng 6 ạ. Rồi có M bằng 6 nhá. Ở đây ta đang nói là nhỏ hơn hoặc bằng 0. Thế nhỏ hơn 0 thì không có, nhưng bằng 0 thì có cái gì? M bằng 6 thì. Đúng không ạ? Như vậy đáp án đúng phải là gì ạ? C các bạn nhé. Được chưa? Đáp án đúng phải là C. Câu tiếp theo, câu 127. Cái này thì tương tự, các bạn tự xử lý nhá. Tam thức âm với mọi x
Được chưa? Đấy, cái này là tam thức rồi. Âm tức là nhỏ hơn không với mọi x. Điều kiện tương đương ở đây là gì? Vân cho thầy biết nào, Vân ơi. Nhớ là nó là tam thức của 2 chưa? Nó là tam thức của 2 chưa? Nó là tam thức của 2 rồi. Ok, nó là tam thức của 2 rồi thì viết luôn. Điều kiện A. A nhỏ không và delta nhỏ không. Rồi delta nhỏ không các bạn nhé. Thế cứ thế ta xử lý thôi, đúng nhỉ? Rồi, cái bài này tam thức không âm tức là nó lớn hơn hoặc bằng 0, các bạn xử lý tương tự. Đúng không ạ? Thầy không không nói kỹ những câu như này nữa. Các bạn cứ nắm vững lý thuyết là chắc chắn chúng ta làm được những câu này, đúng không ạ? Một là nắm vững lý thuyết, hai là tính toán thật cẩn thận chính xác là được. Nhá. Ở đây cái bài này người ta nói là bất phương trình nghiệm đúng với mọi x. Đấy, cách hỏi khác đi tí nhá. Thực ra nó là gì? Nếu mà bạn đặt fx là bằng x bình phương trừ đi mx trừ đi m lớn bằng 0 thì cái yêu cầu của bài toán ấy thực chất nó chính là gì ạ? Fx, à xin lỗi, đặt fx thì bằng cái này thôi. Fx lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thôi, đúng không? Nghiệm đúng với mọi x mà. Nó là tam thức bậc 2 chưa? Vậy điều kiện tương đương đây là gì? Mời bạn Trung nói cho thầy điều kiện nào em. Fx lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R thì điều kiện là gì? Tương đương là gì? Trung. Cái này A là lớn về... không, delta nhỏ hơn bằng 0 ạ. Rồi, A lớn hơn 0 và delta nhỏ hơn hoặc bằng 0 nhá. Được chưa ạ? Ui giời, chat lâu lắm. Yeah. Ok, bạn Thương bạn nói rồi. Đấy, cách đặt câu hỏi ta xem đặt câu hỏi xem thế nào nhé. Tiếp tục ta sang câu 130. Bất phương trình có tập nghiệm là R tức là gì ạ? Thực chất là tương đương với trừ x bình phương cộng với lại 2m trừ 1 nhân với x cộng với m nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc R thôi. Đúng không? Cách đặt câu hỏi khác đi thôi các bạn nhé. Cách đặt câu hỏi khác đi thôi. Được chưa ạ? Rồi đến đây điều kiện tương đương ở đây là gì? Điều kiện tương đương ở đây là gì? Nào bạn Quỳnh cho thầy biết nào em. Điều kiện đây là gì Quỳnh nhỉ? A nhỏ không, delta nhỏ không. Rồi A nhỏ không và delta nhỏ không nhá. Bài này các bạn, những cái bài như thế này thì các bạn cố gắng là các bạn tự xử lý đi. Bởi vì lý thuyết có rồi, cứ thế mà lôi vào mà lắp vào áp dụng thôi, chứ có cái gì đâu. Tiếp tục, câu hỏi số 131, bất phương trình vô nghiệm. Đấy, các bạn để ý không ạ? Bất phương trình vô nghiệm. Đúng không ạ? Bây giờ bạn nhìn nha. Chúng ta, tôi dạy các bạn cách suy luận này. Suy luận trực tiếp, không cần phải phủ định làm gì hay cái gì cả. Các bạn quan sát nhé. Cái này có phải là A bằng 1 là lớn không không? Đúng chưa? Như vậy nó xảy ra 3 trường hợp này. Tam thức thứ nhất là vô nghiệm. Nếu mà tam thức vô nghiệm thì dấu của tam thức thế này. Đây là dấu của tam thức nhá. Thế thì bất phương trình có nghiệm không? Ừ. Đây là tam thức nhá các bạn nhá. Tam thức vô nghiệm. Thì cái bất phương trình có nghiệm không? Nào ở đây người ta đang lấy là nhỏ hơn hoặc bằng 0 đúng không ạ? Vậy trong trường hợp mà tam thức vô nghiệm thì bạn xem thầy bất phương trình có nghiệm là gì? Có nhìn thấy nghiệm không? Quang cho thầy biết nào em. Trong hợp này bất phương trình có nghiệm không? Quang. Xem thầy là không ạ. À, như vậy bất phương trình trong hợp này vô nghiệm nhá. Như vậy trường hợp này là ok nhá. Người ta đang bảo tìm M để bất phương trình vô nghiệm mà. Đúng không? Nào tiếp, trường hợp thứ hai là tam thức có nghiệm kép. Khi tam thức có nghiệm kép thì dấu của nó thế này. Vì A dương mà tam thức có nghiệm kép thì dấu của nó trên hai khoảng là dương cái gì? Bất phương trình có nghiệm không? Nào, cho thầy biết xem bất phương trình khi đó cái bất phương trình có tập nghiệm có nghiệm không hay là vô nghiệm. Nào mời bạn Quỳnh Anh nào, cho thầy biết nào. Theo em trong cái trường hợp mà tam thức có nghiệm kép thì dấu của tam thức được thể hiện trên cái trục số đây.
Thì cái bất phương trình ban đầu này thầy đặt là bất phương trình 1 đi. Có nghiệm hay không? Không có nghiệm. Có nghiệm ạ. À, bất phương trình có nghiệm. Có nghiệm cụ thể là gì ạ? Trừ B trên 2A. Rồi, x bằng trừ B trên 2A. Như vậy cái trường hợp này là loại nhá. Người ta đang bảo tìm M để vô nghiệm cơ mà. Nào, tiếp theo tam thức. Các bạn phải ghi những cái này vào. Có hai nghiệm phân biệt. Thì dấu của tam thức nó thế này. X1, X2. Dấu của tam thức khi mà có hai nghiệm phân biệt thì trong trái ngoài cùng, như vậy trong âm và ngoài dương. Vậy thì lúc này trong cái trường hợp thứ ba này thì bất phương trình 1 ấy nó sẽ có nghiệm hay vô nghiệm các bạn? Cho thầy biết nào. Khánh Linh. À, Khánh Linh xin phép nhỉ? Có phải Khánh Linh xin phép không? Nào mời bạn khác nào. Mời bạn Hương nào. Theo em thì trong cái trường hợp thứ ba này bất phương trình có nghiệm hay vô nghiệm? Có nghiệm không? Ừ. Đây lấy nhỏ hơn hoặc bằng không thì có phải có nghiệm không? Là x thuộc vào đoạn từ x1 đến x2 không? Các em nói to lên nhá. Ok chưa? Thế thì người ta đang bảo tìm M để nó vô nghiệm thì rõ ràng cái trường hợp này cũng loại đi rồi. Có đúng không ạ? Vậy các bạn nhìn nhá. Bài này ấy, khi mà tôi thấy A dương ấy, thì tôi xét dấu của tam thức. Mà khi A dương xét dấu tam thức nó xảy ra ba khả năng. Khả năng tam thức vô nghiệm này, nghiệm kép hoặc có hai nghiệm phân biệt. Vậy bạn xây dựng được thì cái lời giải của bài toán nó chỉ còn là gì thôi các bạn? Bất phương trình 1 vô nghiệm khi nào? Các bạn nhìn cho tôi đi. Hả? Trường hợp, mỗi cái trường hợp tam thức vô nghiệm này là ok thôi đúng không? Còn cái trường hợp này loại, trường hợp này ngoại cái gì? Phải không ạ? Vậy bất phương trình tam thức vô nghiệm thì delta phải làm sao? Nhỏ hơn không? Nhớ nhá, tôi nhắc lại các bạn, đây là tam thức vô nghiệm, cứ không đồng nghĩa việc bất phương trình vô nghiệm đâu. Được chưa? Muốn giải một bất phương trình bậc 2 thì tôi cần phải xét dấu của tam thức. Mà muốn xét dấu của tam thức thì tôi phải xét trường hợp tam thức vô nghiệm, tam thức có nghiệm kép và tam thức có hai nghiệm phân biệt thì mới xét được dấu. Và khi xét được dấu thì tôi mới ra được tập nghiệm của bất phương trình. Các bạn nhớ chưa? Có những trường hợp tam thức vô nghiệm nhưng mà bất phương trình lại không vô nghiệm đâu nhá. Đúng không? Ví dụ như bài này tôi đổi thành là x bình phương trừ đi m cộng 2 nhân với x cộng với m cộng 2 lớn hơn 0. Đúng không ạ? Mà vô nghiệm. Thì trong trường hợp tam thức vô nghiệm thì cái bất phương trình này này nó lại là luôn luôn có nghiệm x thuộc r. Có nghiệm x thuộc r. Các bạn lưu ý nhá. Được chưa? Chứ không phải cứ bất phương trình vô nghiệm là tam thức vô nghiệm đâu. Nhớ chưa nào? Không phải cứ bất phương trình vô nghiệm là tam thức vô nghiệm. Các bạn hiểu cách làm của câu 131 này chưa ạ? Được chưa nào? Đấy, chúng ta phải suy luận như thế thì chúng ta mới xây dựng được cái bài làm của chúng ta, xây dựng được hướng làm nhá. Khi ta xét dấu của tam thức ấy thì nó khi nào thì tam bất phương trình nó vô nghiệm thì ta phải nhìn thấy. Đúng không ạ? Như vậy điều kiện này sẽ tương đương như sau, delta nhỏ hơn không thì delta đây nó sẽ là m cộng 2 tất cả bình trừ đi 4 nhân với m cộng 2 là nhỏ hơn không. Các bạn giải bất phương trình bằng 2 với ẩn m đấy ạ. M bình phương cộng 4m trừ 4m hết. Trừ đi 4 là nhỏ hơn 0. Và các bạn tìm được chỗ này là âm 2 nhỏ hơn m và nhỏ hơn 2 các bạn nhé. Ta chọn đáp án là D các bạn ạ. Đấy là câu hỏi số 131. Khi các bạn ghi ấy, thì các bạn phải ghi cả những cái chỗ mà tôi phân tích cho các bạn cái cách để chúng ta đưa ra cái lời giải. Đúng không ạ? Đấy mới là cái mà chúng ta cần phải học. Chứ còn họ ghi mỗi lời giải nhưng không biết tại sao thầy xây dựng nên lời giải đấy thì cũng không được. Tiếp tục câu 133, 132. Cái này là tam thức rồi đúng không các bạn? Bởi vì sao? Bởi vì cái A này này là bằng M bình cộng 2 là lớn 0 rồi. Được chưa? Đấy, chú ý nhá. Câu này thì các bạn chỉ cần điều kiện là A lớn hơn 0 và gì thôi ạ. Và dương với mọi x thì điều kiện là delta nhỏ hơn 0 thôi nhá. Bài này không phải chia trường hợp đâu. Ở đây thì thầy nhìn qua bài tập về nhà, một số bạn cũng vẫn chia trường hợp nhưng không sao cả. Tức là các em xét trường hợp 1 m bình cộng 2 bằng 0, các em thấy nó vô nghiệm, như vậy loại nó đi. Được chưa? Thế thôi, không sao cả nhá. Thế còn nếu ai nhìn ra là cái A nó bằng m bình cộng 2 luôn dương rồi ấy, thì bản thân nó là tam thức rồi các bạn nhé. Câu 132. Chỗ này các bạn câu 133 các em phải sửa lại. Đây không phải là tam thức mà đây chỉ là biểu thức thôi.
Bài này thì tôi thấy về nhà các bạn cũng làm nhiều rồi. Hướng làm của bài này là gì nhỉ? Thu Trang nói cho thầy hướng làm bài này em. Ở đây người ta yêu cầu là không dương. Em cho thầy là fx không dương có nghĩa là fx nhỏ hơn nó bằng không với mọi x thôi, đúng không? Chưa trường hợp ạ. Rồi, trường hợp 1. Một là m bằng 4 ạ. Ok. Trường hợp m bằng 4 thì lúc này fx của ta nó sẽ bằng là gì? M bằng 4 em thay ở đây thì được bằng âm 1 phải không ạ? Thì âm 1 đã thỏa mãn nhỏ bằng không với mọi x thuộc R chưa? Thỏa mãn rồi ạ. À ok, m bằng 4 thỏa mãn yêu cầu. Rồi. Trường hợp 2. Trường hợp 2 là m khác 4 ạ. Ok, m khác 4. Khi mà m khác 4 thì chúng ta có cái gì? Thì ra fx là phương trình bậc 2 ạ. À không phải là phương trình nhưng mà là tam thức thôi. Tam thức. Mà khi nó là tam thức bậc 2 rồi thì fx nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc R sẽ tương đương gì ở đây? Em cho thầy là a nhỏ hơn 0 và delta nhỏ bằng 0 ạ. Ok, delta nhỏ hơn hoặc bằng 0. Được chưa? Ở đây ta dùng delta hoặc delta phẩy tùy các bạn nhé. Rồi a nhỏ hơn 0 tức là m trừ 4 nhỏ hơn 0 này. Delta nhỏ hơn bằng 0 tức là 2m trừ 8 tất cả bình phương trừ 4 nhân với m trừ 4 nhân với lại m trừ 5. Được chưa? Rồi đến đây ta giải cái này ra thôi. M nhỏ hơn 4 này, chỗ này 4m bình trừ 4m bình hết. Chỗ này là âm 32m trừ 9 nhân 4 là cộng 36m, như vậy được 4m. Tự do đây là 64 mà các bạn trừ đi 80, 64 trừ đi 80 là còn trừ đi 16. Được chưa? Cái này là nhỏ bằng 0. Và các em giải cuối cùng được m nhỏ 4, nhưng mà kết luận cuối cùng bài toán á thì cái m bằng 4 thỏa mãn các bạn nhá. M nhỏ 4 cũng thỏa mãn, như vậy kết luận cuối cùng phải là m nhỏ hơn hoặc bằng 4. Ta chọn đáp án ở đây là A. Đấy, thì những cái bài này khi mà các bạn phát hiện ra cái hệ số A nó chứa tham số ấy mà nó không khác không ấy, tức là nó không phải là tam thức bậc 2. Thì khi nó không là tam thức 2 các em cứ xét trường hợp 1 A bằng 0 và trường hợp 2 A khác 0 cho thầy. Được chưa? Nhá. Chú ý phải hiểu kỹ những cái câu người ta bảo không dương. Không dương không phải là âm đâu nhá. Không dương tức là nhỏ hơn hoặc bằng không, gọi là không dương nhé. Ok chưa nhỉ? Ta tiếp tục các bạn nhé. Câu 134. Rồi câu này thì tương tự phải không ạ? À, nó cũng chưa là tam thức bậc 2 nên là ta xét trường hợp m bằng 0 và trường hợp m khác 0. Câu này có cần chữa không các bạn? Hiển nói hướng làm này em. Nào Hiển nói hướng làm nào. Em thưa thầy là xét trường hợp ạ. Rồi bài này phải xét trường hợp, lý do. Chưa xác định được A. Rồi, không phải chưa xác định được A mà A nó chưa khác không, đúng không? A đấy bằng M thì nó chưa khác không được, đúng không ạ? Đấy. Rồi trường hợp 1 là gì, trường hợp 2 là gì? Em thưa thầy là trường hợp 1 là cho M bằng 0. Rồi trường hợp 1 M bằng 0, còn trường hợp 2 thì sẽ là M khác không, đúng không? Nhá. Khi m khác 0 thì nó là tam thức bậc 2, mà tam thức bậc 2 âm với mọi x thuộc r thì điều kiện là gì? Thì các bạn xem lại cái bài để các bạn làm nhé. Câu này thì thầy không chữa kỹ nữa đâu nhé. Nó kiểu kiểu như những cái bài tập tự luận mà thầy đã chữa rồi thì thầy không nói nữa. Câu tiếp theo, câu 135 thì các em cũng chia thành trường hợp m bằng 2 âm 2 và m khác âm 2. Có đúng nhỉ? Nhớ ở đây là không âm. Không âm tức là gì? Không âm tức là lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x nhé. Được chưa? Bài này chúng ta vẫn phải chia thành trường hợp m bằng âm 2 và trường hợp m khác âm 2. Đúng nào? Câu 136 người ta bảo là bất phương trình nghiệm đúng với mọi x. Thì chúng ta hiểu là gì? Về mặt bản chất cái này sẽ tương đương với lại 3m cộng 1 nhân với x bình phương trừ đi 3m cộng 1 nhân với x cộng với m cộng 4 lớn hơn bằng 0. Nghiệm đúng với mọi x tức là nó đúng với mọi x thuộc R. Đúng chưa nhỉ? Đấy. Thế các em đặt đây cho thầy điều kiện 1 đi. Bài này xử lý thế nào nhỉ Hùng ơi?
Hùng ơi xử lý thế nào nhỉ Hùng? Chia hai trường hợp ạ. Ok, trường hợp 1 là gì em? M bằng trừ 1 phần 3. M bằng bao nhiêu? Âm 1 phần 3. M bằng âm 1 phần 3 thì thay vào xem có thỏa mãn không? M lớn hơn hoặc bằng trừ 4 thỏa mãn. À, khi mà thay vào từ đây suy ra là cái 1 nó sẽ trở thành là gì ạ? Vì thầy lười thầy không đặt fx mà. Thay m bằng âm 1 phần 3 vào thì nó sẽ là bao nhiêu? 11 phần 3 lớn bằng 0 là thỏa mãn rồi đúng không? Như vậy là m bằng âm 1 phần 3 là lấy đúng không nhỉ? Đúng chưa? Nào trường hợp 2 nào. Trường hợp 2 là gì? M khác trừ 1 phần 3. À, m khác trừ 1 phần 3. Khi mà m khác âm 1 phần 3 ấy, thì lúc này cái điều kiện 1 nó sẽ trở thành gì? Khi đó là 8 thức 2 rồi thì khi đó cái 1 nó sẽ tương đương với gì nào? Ta đỡ phải viết lại thôi. Tương đương với m lớn hơn trừ 1 phần 3 và em cứ nêu điều kiện của A và Delta thôi cho thầy đã. Trước tiên là nêu điều kiện của A và Delta đã. A phải làm sao? A lớn hơn 0 ạ. A lớn hơn 0. Delta nhỏ hơn bằng 0. Delta nhỏ hơn hoặc bằng 0. Đúng chưa? Ok nhá. Được chưa? Thôi cái đến đấy các bạn khác các bạn tự giải thôi nhá. Tự giải quyết cái điều kiện đấy thôi. Tiếp theo, câu 137. Câu 137 thì tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình có tập nghiệm là r. Thế thì cái này nó sẽ tương đương với là cái bất phương trình là nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc r thôi nhá. Bài này ta vẫn phải chia trường hợp các bạn nhỉ. Đúng không ạ? Đấy, cái câu 137 này là chúng ta vẫn phải chia trường hợp thôi nhá. Tương tự như thế thôi. Được chưa nào? Chúng ta sẽ xét trường hợp 1. 2m bình trừ đi 3m trừ đi 2 bằng 0. Cái này có nghiệm là m, một nghiệm là bằng 2 và một nghiệm là m của chúng ta bằng là âm 1 phần 2 phải không ạ? Một nghiệm là 2 và một nghiệm là 1 phần 2 đúng không? Đấy. M bằng 2 với m bằng âm 1 phần 2 thì lúc này ta sẽ chia, ta sẽ xét nếu m bằng 2 đi, xét riêng ra. M bằng 2 thì ta sẽ có là gì ạ? Thay vào cái bất phương trình này này. Đấy, cái bất phương trình 1 này đi. Thì lúc này 1 nó sẽ trở thành là gì ạ? Kem thay m bằng âm 1 phần 2 bằng 2 vào thì nó sẽ là bất phương trình 1 nó trở thành là âm 1 nhỏ bằng 0. Thì cái này đúng với mọi x thuộc r rồi. Như vậy là m bằng 2 là thỏa mãn. Đúng không ạ? Thế còn trường hợp thứ hai là nếu như mà m bằng âm 1 phần 2 thì ta có cái bất phương trình 1 nó sẽ trở thành cái bất phương trình là gì? Là 5x, xin lỗi, trừ 5x trừ 1 nhỏ bằng 0. Đúng không? Thế trừ 5x trừ 1 nhỏ bằng 0 thì nó có đúng với mọi x thuộc r đâu. Nó chỉ đúng với x gì ạ? X phải lớn hơn bằng âm 1 phần 5 thôi. Như vậy là m của chúng ta bằng âm 1 phần 2 là không thỏa mãn. Người ta đang yêu cầu là nó có tập nghiệm là r cơ mà. Đúng không ạ? Đấy là xong trường hợp 1 nhá. Như vậy là trường hợp 1 là các bạn chỉ tìm được m bằng 2 thôi. Tương tự như vậy ta xét trường hợp 2 là 2m bình phương trừ đi 3m trừ đi 2 mà khác không. Đúng không ạ? Thì lúc đó cái điều kiện 1 nó sẽ trở thành là gì ạ? Bất phương trình 1 mà có tập nghiệm là S bằng R ấy. Thì nó tương đương với gì các bạn? Nào nói cho thầy xem nào. Đấy ta nói lại cái chỗ này là bất phương trình 1 có tập nghiệm là R. Điều kiện tương đương đây là gì nào? Mời bạn... Ok, bây giờ mời bạn một bạn nào Ngọc cho thầy biết nào em ơi. Đọc cho thầy cái điều kiện của A và Delta. Em thưa thầy là A nhỏ hơn 0. Rồi, Delta. Delta nhỏ hơn 0 ạ. Nhỏ hơn hoặc bằng. Nhá. Đấy, thì chỗ này các em sẽ có là gì? 2M bình phương này.
trừ 3m trừ 2 nhỏ hơn 0 này. Còn delta đây ta dùng delta phẩy đi. M trừ 2 bình phương trừ đi AC, tức là cộng với lại 2m bình trừ 3m trừ đi 2, bởi vì C nó bằng âm 1 mà các em. Cái này nhỏ bằng 0. Đấy. Thế cái bất phương trình này nhỏ không thì các em sẽ được là âm 1 phần 2 nhỏ m nhỏ 2. Nhớ nhá, cái 8 thức bậc 2 này có nghiệm, một nghiệm là âm 1 phần 2, một nghiệm là 2. Như vậy dấu của 8 thức là trong trái ngoài cùng đúng không? Đấy, trong trái ngoài cùng. Đây ta lấy nhỏ không thì phải lấy từ âm 1 phần 2 đến 2 thôi. Còn cái dưới này nó sẽ là 3m bình trừ 7m, 3m bình trừ 7m cộng với 4 cộng với 2 nhỏ bằng 0. Đúng không ạ? Thế bây giờ các bạn phải giải cái bất phương trình này ra thì ta phải xét dấu của tam thức thôi. Ta xét dấu nó xem thế nào nhé. Tìm nghiệm của nó ra. Nghĩa cái này có nghiệm là 1 phần 3 và 2. Như vậy dấu của tam thức là trong trái và ngoài cùng. Nhưng mà đây ta lấy nhỏ hơn bằng 0, tức là lấy đoạn. Đúng không? Đoạn. Đấy. Thế bây giờ kết hợp với thằng này là âm 1 phần 2 ở đây đến 2 đây. Như vậy ta gạch cái ngoài này đi. Thì kết luận cuối cùng chỗ này được là 1 phần 3 nhỏ hơn hoặc bằng m và nhỏ hơn 2 các bạn nhé. Đấy. Thế đây bây giờ các em kết hợp với trường hợp 2 được như này. Như vậy kết luận cuối cùng của bài toán là gì? Thì các bạn phải đem hai cái chỗ mà thầy đóng khoanh tròn vào ấy, các bạn phải hợp với nhau thì nó được là m thuộc vào đoạn từ 1 phần 3 đến 2. Được chưa? M thuộc vào đoạn từ 1 phần 3 đến 2. Ok chưa? Thế thì chú ý những cái câu như này là những câu mà người ta hay hỏi các bạn, liên quan tham số người ta hỏi các bạn ấy, thì các bạn nắm vững vào nhé. Được chưa? Được chưa nào? Rồi tiếp tục tiếp tục nhá. Câu 138. À cái câu này nó lại khác đi rồi, bất phương trình vô nghiệm cơ. Đúng không ạ? Đấy, bất phương trình vô nghiệm. Thế câu này mà nếu mà các em xử lý theo cái xét dấu thì rất khó, bởi vì sao? Bởi vì cái hệ số a bằng m bình trừ 4 này này, các bạn thấy là không xác định được dấu. Có đúng không ạ? À vậy thì ta làm thế nào các bạn nhé? Bây giờ các bạn vậy thì làm thế nào? Ta làm bình thường này. Cái này là tam thức bậc 2 chưa? Đây cái này là tam thức bậc 2 chưa các bạn? Ừ? Nghĩa cho thầy biết xem đây là tam thức bậc 2 chưa? Nghĩa, đây là tam thức bậc 2 chưa? Ôi Nghĩa đâu rồi? Nào mời bạn Hương Giang cho thầy biết nào, đây cái này là tam thức bậc 2 chưa? Thầy là tam thức bậc 2 rồi ạ. À, là tam thức bậc 2 rồi à? Thế em nhìn cho thầy xem là cái A nó đã khác không chưa mà em bảo nó là tam thức bậc 2? Hả? Chưa ạ. Ừ. Chưa. Như vậy ta vẫn xét trường hợp 1 này là m bình phương trừ đi 4 bằng 0 các em nhé. Thì các em sẽ có hai giá trị của m, đó là m bằng 2 hoặc m bằng âm 2. Ở đây người ta đang yêu cầu là tìm m để bất phương trình vô nghiệm này. Có đúng không ạ? Thế lúc này với m bằng 2 thì ta có cái bất phương trình là gì? Các bạn thay m bằng 2 vào thì 1 nhỏ hơn 0 đúng là bất phương trình vô nghiệm chưa? Mà bất phương trình vô nghiệm thì m bằng 2 là thỏa mãn yêu cầu. Thế còn trường hợp m mà khác 2, à m bằng âm 2. Thì m bằng âm 2 các bạn thay vào ta được bất phương trình là gì ạ? M mà bằng âm 2 thì lúc này ta có cái bất phương trình, lúc này với m bằng âm 2 thì bất phương trình nó là âm 4x cộng 1 nhỏ hơn 0. Cái bất phương trình này có nghiệm là x lớn hơn 1 phần 4. Như vậy là m bằng âm 2 là không thỏa mãn. Người ta đang bảo các em là tìm m để nó vô nghiệm cơ mà. Đúng chưa? Với m bằng âm 2 thì bất phương trình lại có nghiệm là x lớn 1 phần 4. Vậy nó có vô nghiệm đâu?
Được chưa? Thế bây giờ trường hợp 2, trường hợp 2 là A khác 0, M bình trừ 4 khác 0. Thế thì có phải nó là tam thức bậc 2 không các bạn? Đúng chưa? Vậy tam thức bậc 2 bây giờ muốn khi nào nó vô nghiệm thì bây giờ muốn giải được bậc 2 tôi phải xét dấu. Có đúng không ạ? Nhưng mà bài này chưa xác định được cụ thể dấu của A, vậy thì nó sẽ có 6 trường hợp như sau ạ. Vô nghiệm, nghiệm kép này. Và hai nghiệm phân biệt. Tôi dùng cái này rất nhiều các bạn nhé. Đây là A lớn không và A nhỏ không ạ. Nào trường hợp nhất vô nghiệm này. Đúng không ạ? Trường hợp thứ hai nghiệm kép này. Đây là trường hợp nghiệm kép này. Và trường hợp có hai nghiệm phân biệt này. Đấy, tôi xét dấu như thế này đúng không các bạn? Nhìn thấy chưa ạ? Đây là 6 trường hợp đấy ạ. 6 trường hợp đấy, cái bảng mà chúng ta dùng suốt đấy. Đúng chưa? Thế thì bây giờ các bạn đang nhìn thấy người ta đang yêu cầu là nhỏ hơn không vô nghiệm cơ. Rồi bây giờ các bạn xem tôi là các trường hợp nào thì nó sẽ là cái bất phương trình nhỏ không vô nghiệm đấy ạ. Đây là cái trường hợp 1, đây là 2, đây là 3, đây là 4, đây là 5 và đây là 6. Nào cho các bạn nhìn cho thầy xem là trường hợp nào thì nhỏ không vô nghiệm. Trong 6 cái trường hợp này thì trường hợp nào là cái bất phương trình vô nghiệm đây? Các bạn quan sát đi ạ. Tôi đang dạy các bạn mẹo để các em giải quyết những cái bài toán kiểu bất phương trình vô nghiệm với bất phương trình có nghiệm nhé. Bất phương trình bậc 2 có nghiệm, bất phương trình bậc 2 vô nghiệm. Nào cho thầy biết nào. Dương Ngọc Huyền nào, theo em thì cái trường hợp số mấy là cái bất phương trình này vô nghiệm? Số 1 và 2 ạ. À 1 và 2 đúng không ạ? Có nữa không? 1 là vô nghiệm là chắc chắn rồi, bởi đây là nhỏ hơn không mà. Cái 2 có nhỏ có vô nghiệm không? 2 có vô nghiệm. À có vô nghiệm. Như vậy chỉ có cái hai cái trường hợp này thôi là nó thỏa mãn là vô nghiệm thôi đúng không các bạn? Đúng chưa? Vậy thì chúng ta nhìn vào đây các em thấy ngay là bất phương trình vô nghiệm. Thì điều kiện của nó là gì? Trường hợp số 1 và số 2 thì ứng với A lớn không này. Và delta làm sao? Vô nghiệm hoặc nghiệm kép, tức là delta nhỏ hơn hoặc bằng 0. Ok chưa? Các bạn nhìn ra cái cách thầy suy luận ra cái điều kiện của A và delta chưa nhỉ? Hả? Được chưa? À như vậy chỗ này các em lắp vào thôi. A lớn 0, A thì nó là M bình trừ 4 lớn 0, delta nhỏ bằng 0 thì delta đây là M trừ 2 tất cả bình phương trừ đi 4AC, tức là trừ đi 4 nhân với lại M bình phương trừ đi 4. Cái này nhỏ bằng 0. Được chưa? Như vậy tôi muốn giải quyết bài toán này là về mặt thực chất là tôi vẫn phải dùng đến định lý dấu tam thức bậc 2 các bạn nhé. Đúng chưa nhỉ? Đấy. Như vậy trường hợp 2 là như vậy. Các bạn giải cho thầy nhé. Bây giờ cái chỗ này nó đang hơi thiếu bảng một tí nên thầy viết sang bên trái này một chút này. Sang bên trái các bạn nhé. M bình trừ 4 lớn hơn 0. Cái chỗ này là M bình trừ 4 M bình là trừ 3 M bình trừ 4 M. Ở đây các em có cộng 4 và các em có cộng 16 là cộng với 20. 4 cộng 4 rồi. Nhỏ hơn hoặc bằng 0. Các bạn phải giải cái bất phương trình nhé. Ở đây bạn giải bất phương trình cho thầy đi ạ. Cái này thì cái bất phương trình đầu tiên ấy, nó sẽ được là M thuộc khoảng từ âm vô cùng đến âm 2 hợp với khoảng từ 2 đến dương vô cực. Thế còn cái này là nhỏ hơn hoặc bằng 0 à. Nghiệm của tam thức này là âm 10 phần 3 và 2. Như vậy là M thuộc vào nửa khoảng từ âm vô cùng đến âm 10 phần 3 hợp với nửa khoảng từ 2 đến dương vô cực. Được chưa? Nửa khoảng từ 2 đến dương vô cực. Sau đó hai cái này bạn kết hợp với nhau nhé, thì được kết quả cuối cùng của M như sau. Nửa khoảng từ âm vô cùng đến âm 10 phần 3 hợp với lại khoảng từ 2 đến dương vô cực các bạn nhé. Đây là cái trường hợp thứ hai ta tìm ra này. Đúng không? Thế còn trường hợp đầu các em tìm ra là M bằng 2 này. Đúng chưa? Như vậy kết luận cuối cùng bài toán này ta chọn đáp án A các bạn nhé. Đấy, các bạn phải ghi cái hướng tôi suy luận cho cái trường hợp thứ hai vào. Tại sao cái bất phương trình vô nghiệm thì lại chỉ còn tương đương với điều kiện là A lớn không và delta nhỏ bằng không? Đó là tôi dùng cái xét dấu của tam thức bậc 2, đúng không ạ? Tôi đang dùng cái dấu của tam thức bậc 2. Nhá. Ok chưa các bạn?
Câu tiếp theo là câu hỏi số 140 à 139. Thế thì thực chất bài này ấy là yêu cầu bài toán, người ta bảo các em là tìm m để cái hàm số này xác định với mọi trục r thì nó sẽ tương đương với thế này thôi: m cộng 4 nhân với x bình phương trừ đi m trừ đi 4 nhân với x trừ đi 2m cộng 1. Cái điều kiện xác định là biểu thức dưới dấu căn lớn hơn hoặc bằng 0 mà. Có đúng ạ? Như vậy chỗ này nó sẽ là trừ đi 2m cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x trục r. Đúng chưa? Thế và đến đây rồi thì các bạn xử lý được thôi. Đúng ạ? Đến đây rồi các bạn xử lý được thôi. Cái điều kiện đến đây ta xử lý thì các bạn sẽ chia thành hai trường hợp các bạn nhé. Được chưa? Ở đây đây điều kiện 1. Ở đây ta sẽ xét trường hợp 1 là m bằng âm 4. M bằng âm 4 thì lúc này ta sẽ có, lúc này cái bất phương trình này nó sẽ trở thành là gì ạ? 8x mà các em cộng với 9 lớn hơn bằng 0 thì cái này là không thỏa mãn điều kiện 1 với mọi x thuộc r, đúng không? Như vậy là m bằng âm 4 là chúng ta phải loại nó đi, đúng chưa? Thế còn trường hợp 2 là m khác 4, m khác âm 4. Khi m khác âm 4 ấy, thì lúc này cái điều kiện 1 nó sẽ tương đương gì ạ? Cái vế trái của cái bất phương trình này nó trở thành 8 tức 12 rồi. Vậy thì điều kiện 1 sẽ tương đương với A lớn 0 và delta nhỏ hơn hoặc bằng 0 nhé. Các bạn chú ý là chúng ta, nếu trường hợp chúng ta quên ấy, thì các bạn vẽ cho thầy 6 cái trục số ra. Đúng ạ, 6 cái trục số ra. Đấy là cách để chúng ta xây dựng lại cái lý thuyết nếu mà trường hợp ta quên. Nhưng nhớ là cái đấy nó chỉ đúng khi nó là 8 tức bậc 2 thôi. Được chưa nào? Mà những bài mà nó chưa là 8 tức bậc 2 thì bao giờ các bạn cũng phải xét trường hợp A bằng 0 và trường hợp A khác 0. Nhá. À, câu đấy câu 139. À, tiếp theo câu hỏi là câu 140. Câu hỏi 140. À, câu này thì tương tự, người ta bảo là tập xác định D bằng R thì cách làm giống như câu 139 các bạn nhé. Các em cho cái điều kiện là biểu thức dưới dấu căn bậc 2 ấy lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc R. Nhá, thế là xong. Đúng không ạ? Đấy. Điều kiện là biểu thức dưới dấu căn bậc 2 lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi trục r. Đấy là xong nhá. Rồi, câu 140 thì cách làm giống như câu 139, thầy không nói kỹ hơn nữa nhá. Ở đây thì các em sẽ xét trường hợp m bằng âm 1 và trường hợp m khác âm 1. Nhưng có điều khác đi là trường hợp m bằng âm 1 là thỏa mãn đấy. Như vậy các em thấy ngay là m bằng âm 1 mà thỏa mãn thì chọn ngay đáp án A rồi. Trong 4 phương án này chỉ có phương án A là chữ m bằng âm 1 bằng 1 thôi. Đúng nhỉ? M bằng âm 1 thôi. Đúng không? Đấy, các bạn lưu ý như vậy. Câu hỏi số 141. Ở đây người ta bảo các bạn là hỏi là biểu thức này luôn dương ạ. Thế phân thức luôn dương khi nào nhỉ? Cho thầy biết là điều kiện để phân thức luôn dương là gì? Huy cho thầy biết nào. Khi nào thì phân thức luôn dương? À, luôn dương ạ? Ừ. Khi nào nhỉ? À, khi nào nhỉ? Thầy đang hỏi em này hỏi ngược lại thầy nhưng nói gì nữa. Em đang hỏi bản thân mình. Để em nghĩ cái. Rồi, trong lúc Huy nghĩ thì mời bạn khác trả lời nào. Nếu mà Huy phát nghĩ ra thì nói luôn nhé. Dương Hiền nói cho thầy nào, khi nào thì biểu thức luôn luôn dương, phân thức luôn dương. Hiền nói được chưa em? Em không nhớ. À không nhớ. Huy nói chưa? Nhớ chưa? Em cũng sắp nhớ. À, thế mời bạn Bùi Huyền, Bùi Ngọc Huyền nào. Em cho thầy là A lớn hơn 0, delta nhỏ hơn 0. Không, đấy, đây điều kiện đây thầy đang nói phân tức cơ mà. Một cái phân số khi nào thì nó luôn dương, nó dương. À, khi mà cả tử và mẫu cùng dấu ạ. À, tử và mẫu cùng dấu đúng không? Tức là tử dương, mẫu dương hoặc là tử âm, mẫu âm là được. Nhá, các bạn nhớ thầy như thế nhá. Cái phân số nó luôn dương ấy, nó muốn dương ấy thì điều kiện là tử và mẫu phải cùng dấu. Đúng không ạ? Thế bây giờ các bạn nhìn cái fx này, cái mẫu của nó là 18 tức bậc 2 đúng không? Các bạn nhìn đây này, mẫu đây này. Đấy, các bạn nhìn chưa ạ? Thế thì rõ ràng các bạn xét cái biểu thức là gx bây giờ, tức là cái mẫu số ấy là trừ 4x bình phương cộng với 5x trừ đi 2. Đúng không ạ? Các bạn thấy ngay có phải có là delta là bằng là gì? Delta là bằng 25 này trừ đi 4 nhân với âm 4 nhân âm 2. Có phải nhọn không không? Đấy, như vậy là điều này dẫn đến là gx cùng dấu với A với mọi trục r, hay nói khác đi là gx nhỏ hơn 0 với mọi trục r. Vậy nghĩa là mẫu nó âm rồi. Đúng không?
Đấy. Mẫu đo âm thì bây giờ ta xử lý thế nào? Do đó là fx mà muốn lớn hơn 0 với mọi x thì điều này chỉ xảy ra khi nào thôi? Bây giờ mẫu nó âm rồi thì tử nó phải âm, đúng không? Ok chưa? Đúng chưa? Fx lớn 0 với mọi x. Mà bây giờ cái fx nó là một phân thức. Mẫu bây giờ nó âm rồi thì tử nó phải âm theo thì nó mới luôn dương được chứ. Đến đây các bạn xử lý được chưa nhỉ? Cái này là tan thức bậc 2 chưa? Điều kiện đây là gì đạt đây? Cho thầy biết điều kiện nào đạt đây. Em thấy tan thức bậc 2 kìa. Ừ, vậy thì bây giờ nó nhỏ hơn 0 với mọi thuộc R thì điều kiện tương đương của nó là gì? Điều kiện của A và delta ấy, đúng không? Cái tam thức mà A lớn 0 với mọi thuộc R hay nhỏ hơn 0 với mọi thuộc R hay nhỏ hơn bằng với mọi thuộc R thì các em có điều kiện rồi. Nào. A nhỏ hơn 0 và delta lớn hơn 0 ạ. Rồi, delta lớn không à? Có ý kiến gì không? Có ai có ý kiến khác không? Delta nhỏ hơn 0. Hay tắt cam để sao? À, tắt mic rồi, A nhỏ hơn 0 nhá các bạn nhá. Chú ý như vậy nhá, A nhỏ hơn 0 chứ không phải là cái điều kiện delta lớn không đạt ạ. Đạt ơi, nếu mà delta lớn không thì lúc đấy nó có hai nghiệm phân biệt. Mà hai nghiệm phân biệt thì lúc đấy tam thức nó sẽ đổi dấu ngay nhá. Được chưa nào? Đấy, lưu ý câu 141 như thế cho thầy nhá. Tiếp tục câu 142. Tiếp tục câu 142. Cái điều kiện này thì các bạn tự xử lý tiếp nhá. Câu 142 đây, cái bài này là một cái bài toán là nhỏ không bất phương trình, bây giờ có nghiệm đúng không? Nhưng các bạn để ý một điều là có phải là A bằng âm 2 là nhỏ không không? Đúng không? Bây giờ A bằng âm 2 nhỏ không thì bây giờ các bạn sẽ để ý này. Khi mà đã là tam thức bậc 2 rồi nhỏ không thì dấu của nó xảy ra những trường hợp này. Trường hợp nhất là tam thức vô nghiệm. Rồi là trong nghiệm kép. Hoặc là trường hợp thứ hai là, hay là ta viết cái này đi. Đây là, đây ta viết thế này đi cho nó dễ nhá. Đây, thế này. Tức là các bạn xác định được A bằng âm 2 là nhỏ hơn 0 rồi, có đúng không? Thế thì bây giờ cái tam thức bậc 2 muốn xét dấu nó sẽ xét theo trường hợp là delta âm, delta bằng 0 và delta lớn 0. Khi delta âm ấy thì dấu của tam thức là thế này. Khi delta bằng 0 thì dấu của tam thức đây, đúng không ạ? Và khi delta lớn 0 thì tam thức có hai nghiệm phân biệt, dấu của tam thức đây, đúng không ạ? Vậy trường hợp này các bạn xem cho thầy xem bất phương trình. Trường hợp thứ nhất, bất phương trình có nghiệm không? Bất phương trình có nghiệm không? Nào mời bạn Lan trả lời cho thầy nào. Theo em thì trường hợp delta âm này thì cái bất phương trình của chúng ta là có nghiệm không? Đây, bất phương trình đây đang yêu cầu là nhỏ hơn không nhá. Có nghiệm không? Lan. Ô, Lan đâu rồi? Đây. Ừ, em đây thì em nói đi. Trong trường hợp delta nhỏ hơn 0 ấy thì lúc này cái dấu của tam thức đây đúng không? Dấu đây. Dấu của cái vế trái đây thì bất phương trình có nghiệm không? Có. Có nghiệm. Đúng chưa? Trường hợp này bất phương trình có nghiệm không? Trường hợp delta bằng 0 bất phương trình có nghiệm không? Có. À, bất phương trình vẫn có nghiệm. Thế trường hợp này bất phương trình có nghiệm không? Có. À, bất phương trình có nghiệm. Mà người ta đang bảo tìm M để bất phương trình gì? Có nghiệm đúng không? Vậy trường hợp delta âm nó cũng có nghiệm, delta bằng 0 cũng có nghiệm, delta lớn không có nghiệm. Thì kết luận là bất phương trình có nghiệm với mọi x M thuộc R. Đáp án A luôn. Các bạn nhìn thấy câu này giải thích chưa? Nhá. Như vậy với những bài toán liên quan bất phương trình bậc 2 thì nguyên lý là chúng ta phải xét dấu của tam thức. Vậy thì kể cả nó có tham số bạn vẫn dùng lại cái định lý dấu tam thức bậc 2 cho thầy. Được chưa ạ? À, vẫn dùng lại dấu tam thức bậc 2 cho thầy. Câu 142 nhá. Được chưa? Nào tiếp tục nào. Câu tiếp theo là câu số 143. Các bạn hiểu cái câu này chưa nhỉ? Nếu mà bây giờ bài toán người ta đổi lại là bất phương trình là trừ 2x bình phương cộng với 2 nhân với m trừ 2 nhân với x cộng với m trừ 2
lớn hơn hoặc bằng không có nghĩa thì các bạn sẽ chọn phương án là gì? Hả? Là trường hợp nào đây? Đây giờ nó là lớn hơn hoặc bằng không ạ. Đấy. Thì đây thầy ký hiệu đây là trường hợp số 1, đây trường hợp số 2 và đây trường hợp số 3. Nào trường hợp nào thì bất phục trình này có nghiệm đây? Trường hợp 3. À, trường hợp 3. Thế cái trường hợp 2 có nghiệm không? Có. À, trường hợp 2 có nghiệm. Chỉ có cái trường hợp 1 là vô nghiệm thôi đúng không? Đúng chưa? Như vậy nếu mà người ta yêu cầu là bất phương trình lớn hơn bằng không có nghiệm thì điều kiện đây là trường hợp 2 và trường hợp 3, tức là delta phải lớn hơn hoặc là bằng gì? Hoặc là bằng 0. Đấy các bạn chú ý nhá. Được chưa nào? Delta lớn hơn hoặc bằng 0. Đấy là cách để chúng ta xây dựng đến cái lời giải của bài toán nhá. Thì các bạn thấy là cái định lý dấu tam thức bậc 2 rất quan trọng đúng không nhỉ? Định lý dấu tam thức bậc 2 rất quan trọng. Đấy là câu 142. Câu tiếp theo là câu 143. Đây vẫn là bất phương trình có nghiệm đây. À đây nó chính là cái bài trước rồi. Đúng không? Đây chính là cái bài này rồi. Có phải không? Đây chính là câu 143 các bạn này. Thì các bạn cũng ghi tương tự như thế thôi. Nó vẫn là cái trường hợp đây. Khi A nó âm rồi thì tôi xét dấu của tam thức theo ba cái trường hợp của delta. Và tôi xác định được ngay là bất phương trình lớn bằng 0 có nghiệm thì delta lớn bằng 0. Tức là điều kiện ở đây các bạn chỉ cần cho là gì ạ? Ở đây ta dùng delta phẩy được nhé. M trừ 2 tất cả bình trừ đi AC, tức là cộng với lại 2 nhân với lại M trừ đi 2 lớn hơn hoặc bằng 0 nha các bạn nhé. Được chưa? Đấy câu 143 là các em xử lý như vậy. Thế các em ghi luôn câu 142 và câu 143 nó khác nhau cái bất phương trình đây là nhỏ bằng 0, nhỏ bằng 0, thế còn câu 143 là cho lớn hơn hoặc bằng 0 thôi. Đúng nhỉ? Đúng chưa ạ? À chỗ này nó là M trừ 2 đúng không? Nó vẫn thế thôi. Đúng ạ? Nó lớn bằng 0. Được chưa? Thì bạn cho delta lớn bằng 0 cho thầy nhá. Đấy, cho delta phẩy lớn hơn hoặc bằng 0 hoặc là delta lớn bằng 0. À, câu này thì câu 143, nếu mà các em giải cái này ra thì ta sẽ được đáp án của ta là C các bạn nhé. À, ta tiếp tục với câu 144. À, bất phương trình có nghiệm. Bây giờ cái bài này thì nó khác một tí rồi. Các bạn nhìn thấy chưa? Cái này đã là bất phương trình bậc 2 chưa nhỉ? Đây là bất phương trình bậc 2 chưa? À, Trang cho thầy biết nào. Thu Trang. Này nó là bất phương trình bậc 2 chưa? Em thưa thầy là chưa. Ok, chưa. Vậy thì chắc chắn là phải chia trường hợp M bằng 0 và trường hợp M khác 0 rồi đúng không? Vâng. Vậy ta xét trường hợp 1 là M bằng 0. M bằng 0 thì lúc này ta có cái bất phương trình là gì ạ? M bằng 0 thì các em thay vào đây bất phương trình ta sẽ là 2x trừ đi 2 lớn 0. Vậy thì có phải x lớn 1 không? Đúng chưa? X lớn 1 nhá. Ok chưa ạ? Như vậy trong hợp này bất phương trình có nghiệm không ạ? Rõ ràng với M bằng 0 thì nghiệm của bất phương trình là x lớn 1. Như vậy thì M bằng 0 là thỏa mãn. Thế bây giờ ta xét trường hợp thứ hai là M khác 0 thì sao? Đấy, trường hợp M khác 0 thì sao? Thế bây giờ các bạn thấy là khi M khác 0 nhé, thì lúc này nó trở thành tam thức bậc 2. Như vậy bạn cứ nêu lôi cho tôi cái định lý ra. A lớn 0 này, A nhỏ 0 này, trường hợp nhất delta nhỏ 0 này, giấu đây, dương, dương để bạn xây dựng lên mà. Trường hợp thứ hai là delta bằng 0 đây, giấu đây. Tam thức có nghiệm kép thì giấu nó là cùng khoảng với A trên các khoảng các nghiệm. Xin lỗi, giấu đây là dấu âm các bạn nhé. Đấy, nghiệm kép này dấu âm này. Đấy, tiếp tục này. Trường hợp delta lớn 0. Delta lớn 0 thì lúc này nó có hai nghiệm phân biệt. Trong trái và ngoài cùng, đúng không? Có hai nghiệm phân biệt trong trái ngoài cùng. Đấy. Đây tôi đánh dấu đây trường hợp 1, đây là 2, đây là 3, đây là 4, đây là 5. Và đây là 6. Các bạn xem cho tôi những cái trường hợp nào thì bất phương trình lớn hơn 0 có nghiệm đây? Những trường hợp nào? Ở đây đang yêu cầu là lớn hơn 0 có nghiệm thì những trường hợp nào là có nghiệm đây? Trường hợp nào thì bất phương trình có nghiệm đây? Nào mời bạn Thùy cho thầy biết nào, em nhìn cái 6 cái trục số đấy thì theo em những cái trường hợp nào thì bất phương trình có nghiệm? Thùy ơi. Dạ. Em nhìn cho thầy 6 cái trục số thầy vẽ nhìn thấy chưa? Đấy, thì bây giờ dựa vào đấy em xem xét cho thầy xem là khi nào thì bất phương trình có nghiệm. Trường hợp 1 có nghiệm không? Đây người ta đang yêu cầu là gì? Nhìn thấy lớn không không? Có. Ừ, thế thì trường hợp 1 có nghiệm không? Có. Trường hợp 1 có, trường hợp 2 có không?
một có này. Lớn hơn không thì chỉ cần chỗ nào mà có dấu dương là nó có nghiệm rồi đúng không? Vâng. Thế trường hợp 2 có không? Có nghiệm. Có. Đúng không? Trường hợp 3 có nghiệm không? Có. Có. Trường hợp 4 có nghiệm không? Không. Không có nghiệm. Trường hợp 5? Có chỗ nào rồi có dấu dương không? Không có nghiệm. Thế trường hợp 6? Hả? Có. À, có. Như vậy nếu mà các em khi các em phân tích là khi A khác 0 thì nó là tan tích 2. Vẽ trục số này ra ta xác định ngay như vậy. Bất phương trình sẽ có nghiệm. Khi vậy khi ba cái trường hợp 1, 2, 3 thì đều nằm ở trong trường hợp A lớn 0 đúng không? Như vậy tôi chỉ cần tổng hợp lại A lớn 0 là xong. Còn delta nó như nào nó vẫn có nghiệm đúng không? Delta nhỏ hơn 0, bằng 0 hay lớn 0 đều có nghiệm cả. Đúng không ạ? Đấy là trường hợp 1. Trường hợp 2 nếu mà A âm ấy thì chỉ có trường hợp cuối cùng nó mới có nghiệm thôi. Có phải không các bạn? Tức là trường hợp cuối cùng có phải là delta lớn hơn không không? Ở đây ta dùng delta phẩy ạ. Nào các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đây nhá. Ba cái trường hợp số 1, số 2, số 3 thì nó ứng với trường hợp A lớn 0 là đủ rồi. Như vậy, khi A lớn 0 thì chắc chắn bất phương trình có nghĩa. Đúng chưa ạ? Thế còn trong trường hợp A âm thì chỉ có trường hợp số 6 mới có nghĩa thôi. Đúng không ạ? Bây giờ các bạn lắp điều kiện vào nhá. A lớn 0 tức là M lớn 0 này. A nhỏ hơn 0 tức là M nhỏ hơn 0. Delta phẩy ở đây là M cộng 1 bình phương trừ đi AC. Đấy, các bạn ghi, các bạn phải ghi cả những cái này vào nhé. Để các bạn về nhà các bạn xem, các bạn hiểu. Rồi, cái trường hợp đầu M lớn 0 thì chả có cái gì phải giải rồi. Cái này được là M nhỏ hơn 0 này. Cái này các bạn thu gọn lên M bình trừ M bình hết này. 2M cộng 2M là 4M này. Cộng 1 này, lớn hơn 0 này. Như vậy hoặc là M lớn hơn 0. Còn cái trường hợp này được là M nhỏ hơn 0. Và chỗ này các em giải được M lớn hơn 1/4. Đúng không ạ? Đấy, thế thì cái này sẽ tổng hợp lại được là M lớn hơn 0 này. Và âm 1/4 nhỏ hơn M nhỏ hơn 0. Xong nhá. Thế bây giờ các em kết luận cuối cùng của bài toán thì sao? Kết luận cuối cùng này, M bằng 0 thỏa mãn này. Đúng chưa? M lớn hơn 0 hoặc là M như này thỏa mãn này. Như vậy kết luận cuối cùng là M có phải là thuộc vào gì ạ? Khoảng từ âm 1/4 đến 0 hợp với nửa khoảng từ 0 đến dương vô cực. Ok chưa? Đúng chưa? À thế thì bây giờ cái bài này đáp án không có à? Đúng không ạ? Không có đáp án rồi. Như vậy ta chọn đáp án của ta là gì? À thế thì cái này tổng hợp lại thì nó chính là gì ạ? Khoảng từ âm 1/4 đến dương vô cực thôi. Đúng không ạ? Đáp án của ta là B. À xin lỗi, C ạ. Ta đã hiểu cái cách thầy xây dựng đến chưa nhỉ? Đấy. Toán của chúng ta là chúng ta học về cách tư duy, chứ còn bài tập tôi đưa ra cho các bạn với cái bài mà chúng ta gặp có thể nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng chúng ta học cái lối để chúng ta suy luận ra cái cách giải. Nhá. Nào các bạn có hỏi gì thêm không? Đấy là cái câu 144 các bạn nhé. Đấy, cách làm là như vậy. Tức là cái trường hợp M bằng 0 thì thay trực tiếp rồi. Nhưng cái trường hợp A khác 0 ấy, thì bạn lôi cho tôi 6 cái trục số ra. Và bạn xem trường hợp nào thì bất phương trình nó có nghiệm thì bạn nêu đó ạ. Đúng không ạ? Đấy, khi chúng ta ghi, chúng ta phải ghi cả những cái chỗ mà tôi phân tích. Cái delta nhỏ 0, delta bằng 0 và delta lớn 0 ở bên phải này. Thì chúng ta về nhà chúng ta xem, chúng ta mới hiểu tại sao ta lại đưa ra cái điều kiện này. Đúng không ạ? Tại sao lại có cái điều kiện này? Đúng không? Điều kiện này ở đâu ra? Đúng không? Làm gì có lý thuyết nào nói về cái điều kiện đấy đâu. Tiếp tục câu tiếp theo là câu 145. Thì câu này là hệ bất phương trình rồi. Thì cái nguyên lý để các bạn giải hệ bất phương trình là các bạn giải từng bất phương trình trong hệ và lấy giao với nhau. Có đúng không ạ? Như vậy câu này thì các bạn chọn ra đáp án nó dễ thôi. Đáp án câu này là C, phải không ạ? Thực ra nó sẽ thành cái bất phương trình, nó sẽ tự hệ như thế này, hệ sẽ tương đương như này. X nhỏ hơn bằng 2 và cái này bất phương trình này các em được là 1 nhỏ hơn x nhỏ hơn 3. Đấy. Như vậy các em được là 1 nhỏ hơn x và nhỏ hơn hoặc bằng 2 các bạn nhé. Thì đáp án của ta là C, được chưa ạ? Đấy là câu hỏi 145.
Tiếp theo là câu hỏi số 146 thì cũng vẫn thế thôi. Những câu này thì nó đều là hệ bất phương trình. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ các bạn giải cái bất phương trình nhất nhé. Tam thức thứ nhất là có nghiệm là âm 1 và một nghiệm là 3. Dấu của tam thức đây ạ. Trong trái ngoài cùng nhớ nhé. Giải bất phương trình bậc 2 là ta phải tìm nghiệm và ta xét dấu của tam thức. Còn cái x bình trừ 11 x cộng 28 này có nghiệm là 4 và 7. Đấy, dấu của nó là gì ạ? Dấu của nó là trong trái ngoài cùng đây. À, cái dấu thứ nhất là thầy xét sai đấy. Đây là dương và đây là âm, đây là dương. Đấy, thế thì hệ lúc này nó sẽ tương đương với gì? Cái bất phương trình nhất, đọc cho thầy tập nghiệm bất phương trình nhất nào, xem x thuộc đâu. À, mời bạn Quang cho thầy biết nào em. X thuộc đâu? Bất phương trình nhất x thuộc đâu? Cái trục số thầy vẽ sẵn ra đây. Đây đi. Nửa à quên nhầm. Khoảng từ dương vô cùng đến trừ 1. Âm vô cùng. À âm vô cùng đến trừ 1. Rồi tiếp hợp với gì nữa? Từ 3 đến dương vô cùng. Ok. Thế còn cái dưới? Cái dưới là nửa khoảng từ dương vô cùng đến lớn hơn hoặc bằng 0. Vô cùng đến 4 đúng không? Vô cùng đến 4 hợp với nửa khoảng từ 7 đến dương vô cùng. Rồi. Bây giờ hai cái này bạn kết hợp với nhau nhé. Chú ý cái việc mà bạn thực hiện phép toán tập hợp ấy. Đây là tập nghiệm thứ nhất này. Được chưa? Tập thứ hai là âm vô cùng đến 4. Và nửa khoảng từ 7 đến dương vô cùng. Như vậy có phải các em gạch cái khoảng từ âm 1 đến âm 4 lên đây đi không? Đấy, đây giao đấy. Ở cái này lớn hơn nó bằng 0 đúng không? Thế thì bây giờ người ta bảo là tìm x thỏa mãn á. Thế x lớn hơn 3 là không thỏa mãn rồi. Bởi vì x lớn 3 thì còn cái khoảng từ 4, 7 là không thỏa mãn đúng không? Đây nó không phải là hệ nghiệm của hệ nhá. Được chưa? 3 nhỏ x nhỏ 7 cũng không thỏa mãn. Đúng không? Đây là các bạn nhìn có một phần nữa này. Trường hợp này không thỏa mãn như vậy chỉ có trường hợp D thôi. Được chưa? Tức là nghiệm của bất phương trình lúc này nó sẽ là x bằng khoảng từ âm vô cùng đến âm 1 này. Hợp với nửa khoảng từ 3 đến 4 này. Và hợp với nửa khoảng từ 7 đến dương vô cùng các bạn nhé. Nửa khoảng từ 7 đến dương cùng. Thì ở đây người ta nói là tìm x thỏa mãn hệ. Tức là tìm cái giá trị là tập con của nghiệm thôi. Tập nghiệm thôi. Nhá. Cách thức làm với những cái câu hệ là tương tự như vậy. Các bạn làm.